chương 302, quét ngang tàn trân cát, đạt được đại chứng cớ. Sau khi tấn chức thất chuyển kim đan, nhậm thương khung rõ ràng cảm giác được, cảnh giới bản thân tăng lên rất nhiều, toàn thân mỗi một tất cơ bắp, đều tràn đầy sinh cơ. Thất chuyển kim đan, quả nhiên là một cảnh giới hoàn toàn bất đồng A. À. Sức chiến đấu hiện tại của ta, tối thiểu tăng lên gấp bội. Ha ha, bất hủ đế khí, quả nhiên là thần kỳ. Dùng tốc độ này, ta chỉ sợ trong vòng một năm tự có cơ hội trùng kích thần thông cảnh nhậm thương khung đối với đan điền cảnh giới của mình đã có thêm nhận thức hoàn thành chư thiên đại viên mãn đan điền cảnh giới quả nhiên là rất cường đại bảy ngày rất nhanh đã trôi qua nhậm thương khung cả người sảng khoái hôm nay tâm trạng hắn rất tốt không khí làm cho người ta hô hấp say mê ánh mắt nhậm thương khung sâu xa nhìn qua một vòng mặt trời đỏ nhàn nhạt nói tàn trân cát, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Phương thị dưới mặt đất của Vân Tụ Thành, vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ là. Tàn trân cát, lại không giống như ngày xưa, hôm nay cửa ra vào của tàn trân cát, treo bố cáo rất lớn, hôm nay ngừng kinh doanh một ngày. Tàn trân cát, ước chừng nuôi hơn 100 nhân viên. Đều như lâm trận sẵn sàng đón địch. Nhất là các chủ lý văn thao nuôi một đám tinh anh tử sĩ, đều mai phục ở các hẻo lánh gần tàn trân cát hôm nay là thời gian giao hàng nhưng mà trăm vạn linh dược hắn căn bản không có chuẩn bị dùng năng lực của hắn cũng không có thể ở trong bảy ngày gom góp đủ số lượng đó đa chủ đại nhân đã nói chuyện này sẽ có an bài lý văn thao cũng chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình những thứ khác hắn muốn quản cũng quản không được bất quá muốn nói lý văn thao một điểm lo lắng cũng không có đó là giả dối. Sự cung ngạo của vị khách nhân kia làm hắn rất lo sợ. Nội tâm của hắn có một loại lo lắng, cảm thấy người nọ không dễ chọc. Thử nghĩ một chút, một người có can đảm đem năm vạn cao linh nhất phẩm linh thạch tùy ý đặt cọc, một là đầu óc có vấn đề, hai là có chỗ dựa vững chắc. Hắn như thế nào cũng không thấy được. Đối phương là một người đầu óc có vấn đề. Nói sau, người đầu óc có vấn đề có thể một hơi ném ra năm vạn linh thạch sao nói tóm lại chuyện này có lẽ đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của lý văn thao bất quá cũng may người tổng phụ trách phường thì dưới mặt đất ứng vô ưu ra mặt do hắn ở sau lưng chủ trì đại cục nhờ vậy lý văn thao hắn cũng bớt lo lắng hơn cửa ra vào của tàn trân cát tên tiểu nhị biết nhậm thương khung sớm nhất vẻ mặt cũng là lo được lo mất người nọ là do ca ca hắn đưa tới là phúc là họa trước mắt còn không biết. Một khi là tai họa, hắn có lẽ sẽ không sống được. Thời điểm mặt trời sáng tỏ. Bỗng nhiên mí mắt nhảy dựng, trong mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Dùi dùi con ngươi, xác định mình không có hoa mắt. Toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quay người bỏ chạy, chạy vào đại sảnh, kêu lên, tổng quản đại nhân, người kia, hắn đã đến. Bên ngoài tàn trân cát. Nhậm thương khung ăn mặc như cũ, đơn thương độc mã đi tới tàn trân cát trong cửa phó tổng quản thân hồng cố giả bộ khuôn mặt tươi cười ra đón các hạ quả nhiên là người thủ tín bảy ngày vừa đến nói đến là đến a à? như thế nào ngươi không chào đón nhậm thương khung khẩu khí đạm mạc hỏi ha ha đâu có đâu có tài thần như các hạ tàn trân các chúng ta hoan nghênh còn không được nữa là nhậm thương khung khoác tay áo lời khách khí không cần nói nhiều thời gian 7 ngày đã đến. Ta đến chỉ có một mục đích, là nhận hàng. Vẻ mặt thân hồng khó xử, nhưng lại cười nói, các hạ mời vào trong. Các chủ của ta đang đợi. Trong đại sảnh là trận địa sẵn sàng đón địch. Hầu cận bên người Lý Văn Thao, tổng cộng có 10 người, mà tổng quản phong Kim Sơn, thì ông quyền cười nói, các hạ, bên này. Nhậm thương không dừng bước, lông mi nhẹ nhàng nheo một cái, hàng đâu. Phong Kim Sơn cười nói, hàng đương nhiên là có, bất quá, các hạ là khách quý bực này, chúng ta cũng không thể lãnh đạm. Không ngại ngồi xuống nói chuyện làm ăn sau này, như thế nào? Nhậm thương khung lạnh lùng nói, như thế nào, muốn bịt bợm ta? Phong Kim Sơn còn muốn nói gì đó, lại bị nhậm thương khung thô bạo cắt ngang, thân phận của ngươi không đủ. Cút sang một bên. Nhậm thương khung trực tiếp đi đến trước mặt Lý Văn Thao, ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt nói ngươi là các chủ ta chỉ hỏi một câu hàng đâu ha ha hàng đương nhiên là có bất quá trước khi xem hàng các hạ có mang đủ tiền hay không lý văn thao cười ha hả nói xong trong nội tâm lại thẳng bồn chồn ân sắc mặt nhậm thương khung lại lần nữa âm trầm xuống phong kim sơn đi tới cười nói các hạ sinh ý có quy củ của sinh ý quy củ của tàn trân các chúng ta là trước thấy tiền sau đó mới cho coi hàng tiền nhậm thương không nở nụ cười nếu như ta nhớ không lầm bảy ngày trước các ngươi đã thu tiền đặt cọc của ta tiền các ngươi chẳng những đã nhìn mà còn lấy rồi đây chẳng qua là tiền đặt cọc là thành ý chúng ta muốn xem chính là toàn bộ tiền của cuộc làm ăn này nói như vậy các ngươi là không thấy thỏ thì không ra ưng nhậm thương khung lạnh lùng bật cười thần thức bỗng nhiên toàn bộ triển khai bước chân nhanh cực kỳ, ở chung quanh tàn trân các du động, tốc độ của hắn nhanh đến mức, những người khác căn bản không có kịp phản ứng. Các hạ, lớn mật, đây là trọng địa của tàn trân các, người không có phận sự, không được xông loạn. Ngăn hắn lại. Trong lúc nhất thời. Trong đại sảnh tàn trân các đại loạn. Lý Văn Thao la to, chỉ tay ngăn trở nhậm thương khung, tàn trân các này tuy không coi là nơi tập trung toàn bộ đồ tốt, nhưng đúng là rất nhiều thứ tốt. Tốc độ của nhậm thương khung nhanh chóng, trong nháy mắt, ở trong mấy tầng lầu của tàn trân các quét mấy một vòng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, hướng tầng hầm nhìn lại. Lý Văn Thao sắc mặt đại biến, quát, ngăn hắn lại. Một khi tốc độ nhậm thương khung khởi động, những người trong tàn trân cát, sao có thể ngăn được hắn? Khí thế cả người nhậm thương khung giống như sóng biển tuôn qua, trực tiếp đánh mấy vỏ giả ngăn cản ra xa nhậm thương khung bàn tay một trảo trực tiếp phá tan cửa hầm tiến nhanh vào trong tầng hầm này quả nhiên là có động thiên khác là nơi cất giữ đại bộ phận hàng hóa của tàn trân cát nhậm thương khung không chút khách khí quét sạch tất cả dạo qua tầng hầm một vòng phát hiện mấy gian mật thất hắn cũng đều quét sạch gian mật thất cuối cùng không ngờ lại là một đống sổ sách nhậm thương khung hai mắt tỏa sáng lật ra vài trang vui mừng quá đổi, không ngờ đây là sổ sách buôn bán mấy năm gần đây của ứng vô nhai. Tổng cộng có 500 khoản, tổng số cao tới mấy trăm vạn cao linh nhất phẩm linh thạch. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn A. À. Bắt lấy hắn. Lý Văn Thao nhìn thấy sổ sách bị đoạt. Lòng vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, đối phương cư nhiên không nói đạo lý, nói động thủ là động thủ. Hơn nữa, còn trực tiếp vọt tới tầng hầm trắng trận đánh cướp. Muốn nói linh dược của tàn trân cát, cướp đi thì cũng thôi. Nhưng hàng hóa trong hầm, tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng là 10 vạn cao linh nhất phẩm linh thạch. Thế nhưng mà, những sổ sách kia, chính là hậu chiêu của hắn, ý định lưu lại làm bùa hộ mệnh. Sợ một ngày ứng vô nhai không dùng hắn nữa, sẽ cùng nhau xuống nước. Sổ sách này là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất khi ứng vô nhai muốn giết người diệt khẩu. Không nghĩ tới, Ứng Vô Nhai còn chưa nhìn thấy, lại bị người này cướp đi. Thứ này nếu như lộ ra, toàn bộ Vân Tụ Thành sẽ oanh động, thậm chí toàn bộ Thiên Thương Phân Đà sẽ rơi vào biển máu. Mà Lý Văn Thao hắn khẳng định đầu người khó giữ được. Đừng nói sổ sách này bị phơi bày ra, chỉ cần Ứng Vô Nhai biết hắn hai lòng, bảo lưu lại sổ sách, đó cũng là tử tội diệt Cửu tộc. Dùng thủ đoạn của Ứng Vô Nhai, tuyệt đối sẽ diệt Cửu tộc hắn cho dù Lý Văn Thao hắn là người cô đơn, không có cửu tộc để diệt, nhưng hắn không muốn chết, nếu muốn chết, hắn đã không lưu lại sổ sách. Trong lúc nhất thời, toàn thân Lý Văn Thao như rơi vào hầm băng, quát to, ngăn hắn lại, giết hắn đi. Thân hình nhậm thương không như ti chớp, cường đại bất hủ đế khí xông ra, trực tiếp đem tất cả người ngăn cản đánh bay. Cười to tháo chạy ra đến đại sảnh. Ở cửa đại sảnh, Phong Kim Sơn mang theo một đám thủ hạ, ngăn cản lối ra quá các hạ ngươi thật to gan dám đến tàn trân các dương oai dương oai nhậm thương khung không giận ngược lại cười tàn trân các ngươi lấy tiền của ta lại dám lừa gạt ta toàn bộ tàn trân các này đều không có trăm vạn linh thạch linh dược còn dám hỏi ta trăm vạn linh thạch hẳn là các ngươi muốn giết người cướp của hừ các hạ tự hồ cũng không phải là vì mua sắm linh dược a à. phong kim sơn cười lạnh hôm nay, bọn hắn bày ra thiên la địa võng, cũng không sợ người này đào thoát. Lý Văn Thao mang theo cận vệ, cũng vây qua, quát lạnh nói, các hạ, bổn các chủ không cần biết ngươi là người phương nào, nhanh giao ra đồ vật mà ngươi đánh cướp, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Xin lộ. Nhậm thương khung cười ha hả, ha ha, tàn trân các thu tiền đặt cọc của ta, lại không để cho ta lấy hàng, ta lấy chút linh dược kia, đó là đã nể mặt các ngươi. Các hạ người sáng mắt không nói tiếng lóng. Người đến cùng vì sao mà đến? Phong Kim Sơn trong lúc nhất thời. Cũng có chút ít ác nô lớn chủ, đem việc của Lý Văn Thao gạt qua một bên. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Phong Kim Sơn sắc mặt trầm xuống, đến thời điểm này, ta và ngươi đều biết rõ. Nếu như ngươi là tới điều tra, như vậy rất tốt, vân tụ thành này, ngươi có chấp cánh cũng không thể bay ra được. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Nhậm Thương khung không nói hai lời, bỗng nhiên vọt mạnh một cái, bàn tay một trảo, trực tiếp chụp vào mặt Phong Kim Sơn, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Phong Kim Sơn nhìn thấy tốc độ nhanh chóng bực này, cũng là kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của Nhậm Thương khung lại nhanh hơn hắn gấp bội. Chưởng phong trực tiếp đập đến mặt. Chỉ nghe ba một tiếng, âm thanh đứt gãy thanh thúy truyền đến. Thủ cấp của Phong Kim Sơn nhanh như chớp rớt xuống cửa ra vào, vừa vặn rơi xuống dưới chân phó tổng quản thân hồng. Thân hồng xưa nay bị phong kim sơn áp bách, giờ phút này nhìn thấy phong kim sơn bỏ mệnh, vốn hẳn nên mừng rỡ mới đúng, nhưng hắn giờ khắc này, căn bản mừng rỡ không nổi, toàn thân giống như bị hóa đá, hai chân không cách nào động đậy được. Chương 303, các chủ khuất phục, châm ngòi thổi gió ngươi ngươi giết phong tổng quản thân hồng phó tổng quản vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thân thể run rẩy không ngừng như thế nào giết không được sao nhậm thương khung cười ha ha thân giống như cầu vồng trực tiếp bổ nhào qua năm ngón tay đã bắt được mặt của thân hồng ba năm ngón tay vừa dùng lực đầu thân hồng giống như một cái đào chính bị trảo đến nát bét nhậm thương khung sát tính dâng lên hai đấm như bầm tỏi, bước chân như rồng cuốn hổ trồm, xông lên mọi nơi. Bất hủ đế khí, mỗi một quyền đánh ra, đều chấn đắc hư không. Thảm thiết không thôi. Mỗi một quyền xuống, đều có một cái đầu bị đập nát. Phốc, phốc, phốc. Nhậm thương không giống như hổ giữa bầy dê, trong nháy mắt, liền đem hộ vệ của tàn trân các quét ngã hơn phân nửa. Lý Văn Thao vẻ mặt hoảng sợ, hai tổng quản dưới tay hắn trước sau đều bị nhậm thương khung đánh chết mà cái gọi là tin anh dưới tay mình thậm chí cơ hội đánh trả cũng không có mắt nhìn đối phương muốn xung phong liều chết tới lý văn thao sắc mặt xám ngoét kêu lên dừng tay dừng tay nhìn tàn trân các các chủ khuôn mặt kinh hãi nhậm thương khung cũng không ngừng lại giống như mảnh hổ xuống núi không lưu tình chút nào trong nháy mắt thủ hạ của lý văn thao toàn bộ bị nhậm thương khung càng quét sạch sẽ Lý Văn Thao nhìn quanh tả hữu, ngoại trừ một mảng lớn thi thể thê thảm ra, thì không còn một thủ hạ, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Ngươi! Ngươi đến cùng là người nào? Nhậm thương không từng bước một tới gần, hiển nhiên là định dùng khí thế của bất hủ đế khí, đem tinh thần của Lý Văn Thao này đánh nát. Ngươi hỏi ta là ai? Đã đến giờ khắc này, ta là ai đối với ngươi mà nói, còn trọng yếu sao? Ta là ai? ta là chúa tể của tánh mạng ngươi. Lý Văn Thao bước chân lão đảo. Liên tiếp lui về phía sau, ngươi không được qua đây. Ta. Ta biết ngươi là sứ giả đến điều tra. Lý Văn Thao, ta không giết ngươi, không phải là vì ngươi có cái gì đặc biệt. Trong mắt của ta, mạng của ngươi, cùng bọn họ không có gì khác nhau. Đúng, đúng. Sứ giả đại nhân, xin ngài tha cho ta một mạng. Tha cho ngươi cũng được, nhưng người phải đứng ra làm chứng, và trần ứng vô nhai. Nếu không, ngươi hãy theo chân bọn hắn đi. Lý Văn Thao Lâm vào do dự. Hắn là chó của ứng vô nhai, dùng thiên địa thể ước thề qua. Trừ khi ứng vô nhai, nếu không thiên địa thể ước sớm muộn gì cũng ứng nghiệm. Ta không thích dài dòng, ta cho ngươi ba tiếng đến để cân nhắc. Một, hai, ta. Ta đồng ý. Lý Văn Thao hôm nay cũng là vò đã mẻ lại sức, dù sao đáp ứng có lẽ chưa chắc sẽ chết lập tức. Không đáp ứng, tất chết cùng những người kia. Lý Văn Thao rất nhát gan, cũng rất yêu quý tánh mạng của mình. Tốt ngươi rất thông minh. Không ngại nói cho ngươi biết, thiện hỏa thủ hạ của ứng vô nhai cũng đã đầu nhập vào ta. Tuy giá trị lợi dụng của các ngươi không lớn, nhưng ít nhất ta có thể nói cho ngươi biết, kẻ thuận ta có thể bảo vệ mạng chó. Kẻ nghịch ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhậm thương khung đem theo Lý Văn Thao rời khỏi tàn trân cát. Giờ phút này, tàn trân cát đánh nhau đã làm rất nhiều người chú ý, trước tàn kinh cát đã tụ tập không dưới một ngàn người tò mò. Nhậm thương khung đem Lý Văn Thao sách trong tay, nhảy lên đỉnh tàn trân cát. Chư vị, các chủ Lý Văn Thao này, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết. Người này bị thiên thương phân đà đà chủ ứng vô nhai bức hiếp, giúp thiên thương phân đà buôn bán linh dược biển thủ, chứng cớ vô cùng xác thực. Chư vị cũng biết, thiên thương phân đà những năm này, ngầm chiếm linh dược của thiên các tổng bộ, một mình cắt xén 2 phần 3. Qua tay giao dịch, kiếm được món lợi kết xù. Nhiễu loạn trật tự thị trường dưới mặt đất. Lý Văn Thao này là một trong những đồng lõa. À, còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, không phải nói, linh dược của phân đà chúng ta là bị đạo tặc của mang hoang chi địa trộm sao? Tại sao lại biến thành đà chủ đại nhân biển thủ? Không phải là cố ý quấy rối phân đà chứ? Nhậm thương khung đem Lý Văn Thao đẩy lên trước, quát, Lý Văn Thao, ngươi tự nói đi. Lý Văn Thao nơm nớp lo sợ, ta. Chư vị, ta xin lỗi, ta là bị đà chủ đại nhân bức hiếp. Hắn những năm gần đây, xác thực một mình cắt xén linh dược, chuyển xuống phường thị dưới mặt đất bán cho mang hoàng chi địa, giúp mang hoàng chi địa phát triển. Mấy câu nói đó là hắn tự biên tự diễn, để cho nhậm thương khung có chút thưởng thức, lớn tiếng kêu lên, các vị đã nghe chưa? Ứng vô nhai ăn cây táo, rào cây sung, biển thủ linh dược còn không nói, còn đem linh dược bán cho mang hoàng chi địa. Giúp mang hoàng chi địa trở nên mạnh mẽ, uy hiếp địa vị thông trị của thiên cát. Chuyện này chính là nuôi hổ gây họa, tội ác tay trời. Các ngươi cũng biết, ứng vô nhai làm như vậy chính là phản lại nhân loại các ngươi có nghĩ tới hay không tương lai có một ngày màn hoàng chi địa nhờ linh dược của chúng ta mà trở nên mạnh mẽ công kích thiên cát các, các ngươi sẽ là tiền phương tham chiến các ngươi có nghĩ tới không ứng vô nhai làm như vậy chính là đào mộ cho các ngươi là uống máu các ngươi bán đứng an nguy các ngươi bán đứng con dân dưới sự thống trị của hắn những lời này rất có tính kích động đem tội danh gán cho ứng vô nhai không nói. Còn kích động cảm xúc của những võ giả này. Đúng vậy, mẹ nó, nếu như việc này là thật, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta còn chưa biết vì sao vân tụ thành mấy năm này lại nhiều võ giả của mang hoang như vậy. Hóa ra là do ứng vô nhai ăn cây táo rào cây sung. Xem ra, chuyện này rất có khả năng. Tuyệt đối có khả năng. Ta nghe rất nhiều thế lực gia tộc nói, bọn hắn hàng năm nộp lên linh dược đều đầy đủ căn bản không có bị trộm không biết thế nào khi vừa tới phủ đà chủ lại bị mất ha ha chẳng lẽ kho hàng của phủ đà chủ không khóa lại sao không có cấm vệ sao không có một điểm phòng bị sao ta xem chính là biển thủ biển thủ thì cũng thôi đi hắn bán cho mang hoang bộ lạc đây là làm địch nhân lớn mạnh suy yếu chính mình a à. đây tuyệt đối là hành vi phản tặc quá ghê tởm những năm gần đây, thiên thương phân đà đà chủ ứng vô nhai thống trị tàn bạo, danh tiếng càng ngày càng xa xúc, phía dưới cũng tích lũy không ít quán khí. Hôm nay bị nhậm thương khung cổ động, phẫn nộ thoáng cái bạo phát. Lên án công khai bắt đầu. Kiên quyết đã kích biển thủ. Đã kích tên ngu xuẩn này, đã kích ăn cây táo, rào cây sung. Thanh âm lên án công khai, hết lớp này tới lớp khác, trong lúc nhất thời, quán khí toàn bộ bạo phát đi ra một truyền mười mười truyền trăm sau đó nhanh chóng truyền khắp mọi nơi mà nhậm thương khung thì đứng ở chỗ cao thần thức toàn bộ mở rộng hắn cảm thấy kỳ quái lẽ ra hôm nay đến tàn trân các giao dịch sau lưng cần phải có người âm thầm chú ý vì cái gì người sau lưng này một mực không ra mặt chẳng lẽ nói ứng vô nhai căn bản không có kế sách ứng đối không có khả năng nhậm thương khung lập tức phủ nhận khả năng này Dùng tính cách của ứng vô nhai, hắn không có khả năng bỏ mặt. Như vậy người ở đâu? Mặc kệ có người hay không, Nhậm Thương Khung cũng biết, hôm nay đã đạt được mục đích. Nếu như không có những sổ sách kia, Nhậm Thương Khung tuyệt đối sẽ không đánh trắng động cỏ. Hôm nay đã có sổ sách trong tay, kế hoạch của hắn tự nhiên đại biến theo. Không có sổ sách mà nói, hắn sẽ đại sát một hồi, tiếp tục giữ gìn thân phận mang hoàng chi địa để ứng vô nhai tiếp tục nghi kỵ. Mà hôm nay, đã có sổ sách trong tay, chứng cớ vô xác thực, kế hoạch của hắn cũng biến đổi theo. Hiện tại, sự tình huyên náo càng lớn, càng xôn xao, thì thiên các tổng bộ càng chú ý, bất kể như thế nào, trước khi điều tra ra, phải để tổng bộ kiềm chế ứng vô nhai một chút. Mà bây giờ, nhậm thương không thông qua Lý Văn Thao, đem sự tình công bố tại chúng, đem ứng vô nhai triệt để lộ ra, cái đó mới tuyệt đối là hiệu quả kinh người ứng vô nhai ở trong hang ổ ta dùng một chiêu trúc củi dưới đáy nồi hủy thanh danh ứng vô nhai đưa hắn từ vương tọa cao cao tại thượng kéo xuống làm cho cả thiên thương phân đà đều nghi vấn hắn suy yếu quyền uy của hắn kể từ đó cho dù ứng vô nhai có cường thế cỡ nào cũng không thể đem toàn bộ người trong thiên thương phân đà giết sạch nếu hắn làm vậy càng chứng minh có tật giật mình hắn không ngăn chặn tin tức mặc cho tin tức lan truyền, tất nhiên sẽ huyên náo xôn xao. Vô luận như thế nào, một chiêu trúc của dưới đáy nồi này sẽ làm cho ứng vô nhai đứng ngồi không yên. Những người điều tra trước kia, hoặc là địa vị không đủ, hoặc là tư lịch không đủ, hoặc là thực lực không đủ, không rõ ràng chân tướng, không có chứng cứ xác thực, cũng không dám đem sự tình làm lớn. Càng không có khả năng công bố tội ác của ứng vô nhai. Mà nhậm thương khung thì không sợ gì cả. Chư vị, đúng hay sai, một ngày nào đó sẽ được công bố. Hành vi phạm tội của ứng vô nhai, chắc hẳn trong nội tâm chư vị cũng đã có ngọn nguồn. Ta chỉ muốn nói cho chư vị biết, nghịch tặc bực này, hứa có lỗi với con dân hắn trị vì, trên có lỗi với thiên các đã bồi dưỡng hắn. Trời xanh làm chứng, nghịch tặc ứng vô nhai, thiên không tru chi, ta tất tru chi. Nhậm thương khung thúc dục bất hủ đế khí, làm cho người phía dưới cảm thấy có một lực lượng làm bọn họ tin phục đây là hạo nhiên chính khí đây là thiên địa uy nghiêm ngay lúc này phía trên truyền đến một tiếng lôi rống yêu nghiệt phương nào lại tới nơi này tà thuyết mê hoặc lòng người đạo thanh âm này ngưng âm thành lôi theo bốn phương tám hướng vang lên cuồn cuộn mà xuống khí thế vô cùng a à, là thần thông cường giả thần thông cảnh uy áp cơ hồ đêm tất cả phường thì bao phủ tìm không thấy một khe hở trước kia vẫn còn một ít võ giả lên án công khai ứng vô nhai, lúc này đều đóng chặt miệng, cẩn thận thối lui vào đám đông. Bọn hắn biết rõ, nhất định là cường giả của phủ đà chủ giá lâm. Một người quần áo hoa lệ. Giống như vương giả nhân gian, từ đối diện chậm rãi đi vào. Người này tướng mạo thanh kỳ, ngược lại có vài phần bộ dạng đắc đạo cao nhân. Ngón tay thon dài, giống như mỹ ngọc điêu khắc, làm cho người ta thấy chướng mắt mộ dung đại nhân. Có vài người nhận ra kẻ này, không ngờ lại là người mạnh nhất bên cạnh đà chủ đại nhân. Mộ dung. Chương 304, Cửu Dương Đại Thủ Ấn, Lực Chiến Thần Thông Cảnh. Mộ dung, người làm cho hơn trăm triệu con dân của thiên thương phân đà run sợ, không ngờ lại là một người văn nhã như thế. Trước kia nghe qua đại danh của mộ dung, nhưng chưa từng gặp mặt hôm nay nhìn thấy quả nhiên là rất bất ngờ nhìn vẻ bên ngoài tựa như một thư sinh nho nhã không ngờ lại là danh chấn một phương thủ đoạn cây độc mộ dung đại nhân nhìn người không thể xem bề ngoài mộ dung không ngừng đến gần khí thế cũng không ngừng phóng thích thần thông cảnh cường giả muốn lập uy uy áp này một khi khuếch tán đi ra giống như cuồng phong muốn đi tất cả những võ giả trước kia công khai lên án ứng vô nhai, dưới uy áp cường đại, không ngừng rút lui, nhưng ngực vẫn giống như bị đại truy đập mạnh, máu tươi cùng phun. Thẳng đến khi cách xa trăm trượng, mới cảm giác được uy áp có chút giảm bớt. Ánh mắt nhậm thương khung không màn danh lợi, nhìn qua người này tới, cười nhạt nói, các hạ tìm những người vô tội kia lập uy, tự hồ có chút mất mặt đó. Biểu lộ của mộ dung như giếng nước yên tĩnh, nhàn nhạt nói, yêu nghiệt, ngươi ăn mặc như mang hoang chi địa, lại dám ở nơi này giảng yêu thuyết mê hoặc chúng nhân. Phá hư cục diện đoàn kết của thiên thương phân đà. Nói, rốt cuộc ngươi là người của bộ lạc. Ha ha ha, quả nhiên, quả nhiên. Nhậm thương khung cười ha hả, mạc dung, cơn tức này của ngươi, cùng cách ăn mặc của ngươi rất giống, tràn đầy khí tức ngụy quân tử. Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, đến giờ phút này, ngươi lại không biết lai lịch của ta sao? mộ dung mày cũng không nhăn chút nào, ta chỉ biết, ngươi là yêu nghiệt bên ngoài, mê hoặc lòng người. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiên phải ấn định nhậm thương khung là cường giả của mang hoang chi địa, như thế mới có thể triệt tiêu những lý luận vừa rồi kia của nhậm thương khung. Mấu chốt nhất chính là, nếu như hắn thừa nhận nhậm thương khung là sứ giả của thiên cát, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận thiên thương phân đã biển thủ. Điểm công công thẳng thẳng ấy, mộ dung tự nhiên là tin tường cho nên, biện pháp giải quyết chỉ có một, chính là đội lên thân phận yêu nghiệt, đem đối phương diệt sát. Chỉ cần diệt sát ở hiện trường, mặc kệ người đến là ai, vấn đề giải quyết hậu quả, trời sập xuống cũng có người đỡ đòn. Đối với mộ dung mà nói, có một chỗ tốt, chính là một thân trang phục của đối phương, là cách ăn mặc của mang hoang, cho dù hắn đem đối phương đánh chết. Cũng có cách chống chế. Cho nên, mộ dung rất tự tin, hắn căn bản không có lý do bối rối. Tuy thực lực đối phương không tệ, nhưng hiển nhiên chỉ là một thiên nhân cảnh cường giả, một võ giả ngay cả cửu chuyển kim đan cũng chưa đến, ở trong mắt mộ dung hắn, tự như là một hài tử vậy. Nhỏ bé, quả thực nhỏ bé đến mức không có ý nghĩa. Nếu không phải ứng vô ưu cấp tốc thông báo, mộ dung hắn căn bản sẽ không tới. Ứng vô ưu thân là cửu chuyển kim đan cường giả, lại làm việc quá nhát gan. Chỉ là một thất chuyển kim đan, hắn lại không dám ra mặt giết chết, lại để cho hắn có cơ hội tà thuyết mê hoặc người khác. Ứng vô ưu này, nếu không phải là tộc đệ của đà chủ đại nhân, chỉ sợ sai lầm hôm nay, đủ chết 10 lần. Trong nội tâm mộ dung đối với ứng vô ưu, cũng có phê bình kín đáo. Trước kia, ứng vô ưu này ở phường thì dưới mặt đất. Chứng kiến nhậm thương khung cường thế chém giết tàn trân cát, tự hiểu không có gì nắm chắc, cho nên vội vàng thông báo cho phủ đà chủ. Nhậm thương khung cười dịu dàng, mặc dù trước mặt là thần thông cảnh cường giả hắn cũng không có áp lực chút nào nếu như là vài ngày trước hắn chưa đột phá thất chuyển kim đan có lẽ nghe được thanh âm của mộ dung sẽ nghĩ biện pháp bỏ chạy nhưng mà sau khi đột phá thất chuyển kim đan hắn tự tin cho dù không thể đánh bại đối thủ nhưng quần nhau một trận là không có vấn đề dưới mắt đúng là cơ hội đã kích thanh danh của ứng vô nhai tốt nhất hắn sao có thể bỏ chạy chứ chạy mà nói, mộ dung hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn sát máu, đem những lời vừa rồi sang bằng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà nhầm thương khung hy vọng phát sinh. Lập tức cười nhạt nói, ngươi trái một câu yêu nghiệt, phải một câu yêu nghiệt. Nhưng lại không biết, chuyện xấu mà thiên thương phân đã ngươi làm, xúc phạm thiên quy. Phải chăng thích hợp hai chữ yêu nghiệt này hơn hay sao? Lớn mật. Trên mặt bình tĩnh kia của mộ dung, bỗng nhiên hiện lên một sát cơ lăng lệ ác liệt. Con mắt có chút hiếp lại, mộ dung thản nhiên nói, yêu nghiệt, cho ngươi hai lựa chọn, một là tự vận tại chỗ, hai là để ta tự tay diệt sát, trảm yêu trừ ma. Mộ dung, ngưu bức như thế đủ chưa? Nhậm thương khung bỗng nhiên khởi động, tay phải quanh một cái, trực tiếp đánh ra một đại thủ ấn, hào hùng tỏa ra, khí thế như bạch hồng quán nhật, kinh người cực kỳ, nương theo đại thủ ấn đánh ra, nhậm thương khung cười to nói, ta ghét nhất chính là loại ngụy quân tử như ngươi oanh oanh nhậm thương khung liên tục đánh ra hai đại thủ ấn hai đại thủ ấn này chỉ là công kích thăm dò của nhậm thương khung có hình có thế nhưng mà không có tinh hoa của cửu dương đại thủ ấn nhưng dù vậy sau khi tiến vào kim đan hai thủ ấn của hắn so với lúc trước mạnh hơn năm ba lần hai thủ ấn cực lớn nhô lên cao áp tới ánh mắt mộ dung khẽ động phản phất phát giác được cái gì bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái cả người giống như hư ảnh phiêu tán trực tiếp biến mất trong hư không đại thần thông thuấn di thuấn di này là ở nguyên tại chỗ trực tiếp biến mất mà không phải là mượn nhờ thân pháp biến mất đây là một môn thần thông chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể nắm giữ người đang xem cuộc chiến xa xa nhìn mộ dung này thi triển thần thông thuấn di cả đám đều tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi loại thần thông này bọn hắn chỉ có nghe qua không nghĩ tới hôm nay rốt cục nhìn thấy có người thi triển một người hư không tiêu thất cái đó và bất luận thân pháp di động gì hoàn toàn bất đồng có thể nói là không cùng khái niệm thuấn di trong hư không tiêu thất từ không gian này di động đến một không gian khác đây là xuyên thẳng qua không phải thần thông cảnh thì không có khả năng nắm giữ đương nhiên thần thông thuấn di này cũng chia mạnh yếu như thần thông cảnh cường giả nhiều nhất chỉ thuấn di trong phạm vi mấy trăm mét không có khả năng hoàn thành bước nhảy không gian như loại thuấn di ngay lập tức này trực tiếp thuấn di vượt qua hư không đại đạo cường giả cũng rất khó làm được phải mượn nhờ thủ pháp đặc thù hoàn thành viễn trình thuấn di không gian bất quá nhậm thương khung đã có can đảm cùng mộ dung động thủ tự nhiên là đối với thủ đoạn của thần thông cảnh hiểu rõ mặc dù không nghĩ mộ dung sẽ áp dụng thần thông thuấn di nhưng mà, Nhậm Thương khung sớm có phòng bị. Toàn thân phát ra kim quang chói lóa. Kim quang của Bất Hủ Đế khí cấu thành vách tường phòng ngự. Trong phạm vi 10 thước chung quanh hắn, toàn bộ kiên cố như tường đồng vách sắt. Ở trong phạm vi này, Bất Hủ Đế khí có lực khống chế tuyệt đối. Đây là địa bàn thuộc về Bất Hủ Đế khí, thuộc về lĩnh vực tuyệt đối của Nhậm Thương khung hắn. Thân ảnh mộ dung bỗng nhiên xuất hiện cách Nhậm Thương khung hơn 6 trượng trong tay cầm một trường thương, tản mát ra thanh mang đáng sợ, ngưng tụ thành một kích cầu vòng, đâm thẳng tới mặt nhậm thương khung. Một kích này giống như ngân hà đổi chiêu. Nước rơi trút xuống, khí thế to lớn, chấn động hư không bốn phía. Trong nháy mắt, hư không bốn phương tám hướng giống như đình chỉ lưu động. Một kích này không ngờ lại làm cho hư không cô động ngắn ngủi. Mà ngay cả những võ giả vây xem, trong nháy mắt này phản phất thần kinh cũng bị khống chế, giống như hình nhân nhìn lên bầu trời. Một kích này của mộ dung, vậy mà làm cho không gian đình chỉ. Một kích đáng sợ như thế, vọt tới lĩnh vực của nhậm thương khung. Ánh mắt nhậm thương khung bình tĩnh, ở trong hư không, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tay bắt thủ quyết, biểu lộ trang nghiêm. Từ năm ngón tay không ngừng xuất hiện kim quang chói lóa đến đáng sợ. Nhậm thương khung nhẹ nhàng ngâm sướng, nhật xuất đông phương, thần khí huy hoàng, nuôi nấng chúng sinh, địa ngục thiên đường. Liệt nhật dung kim, kim quang như lửa, duy ta cửu dương. Khẩu quyết cùng thủ quyết cùng sử dụng, đột nhiên lòng bàn tay nhậm thương khung xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, tia sáng này, tự như một mặt trời đang dâng lên. Trong giây lát, hào quang này tỏa sáng dị sắc, giống như ngàn vạn tinh hoa mặt trời bắn ra, ngưng tụ thành một đại trưởng màu vàng. Cửu dương đại thủ ấn lòng bàn tay nhậm thương khung đẩy ra, đại thủ ấn này dung hợp thái dương tinh hoa, dần lên mà ra. Đại thủ ấn này vỗ ra, giống như mặt trời nhô lên cao, dung kim hóa thiết, vô kiên bất tồi. Một kích kia của mộ dung, chính là toàn bộ công lực của hắn ngưng tụ thành. Hắn căn bản không có ý định cho đối thủ một cơ hội, cho nên, ra tay là tuyệt chiêu trí mạng. Nhưng mà, một kích lăng lệ ác liệt này, phối hợp với thần thông thuấn di cường đại, thời điểm một kích đâm đến cửu dương đại thủ ấn của nhậm thương khung cũng ngưng kết đi ra cửu dương đại thủ ấn trực tiếp chụp vào một kích kia lửa bắn tung tóe thanh âm như thương long gào thét hai loại màu sắc hai đạo uy năng lập tức xoắn lại với nhau long tranh hộ đấu ở trong hư không áp chế lẫn nhau một kích này đều là công kích mạnh nhất của hai người cửu dương đại thủ ấn của nhậm thương khung lúc này có thể nói vượt xa gấp 10 lần lúc trước là dung hợp thái dương tinh hoa, lĩnh ngộ tinh hoa của cửu dương đại thủ ấn. Thực ấn này cũng đem uy năng của bất hủ đế khí tăng lên tới một tình trạng siêu việt cảnh giới. Oanh Lực chấn động cường đại, chấn đắc nghiền nát hư không, kiến trúc bốn phía bị lực lượng cường đại này làm chấn động, âm âm sụp đổ. Mộ dung giữ tận cười một tiếng, thúc giục lực lượng lần nữa. Ý đồ một kích đem nhậm thương khung diệt sát. Trường thương vấn thiên, thần thông vô địch phá cho ta khí lưu của trường thương giống như lông gầm hổ khiếu không ngờ hình thành chân long ý mang theo khí tức trung động mãnh liệt nuốt phong nhã nguyệt cùng bạo mà đến nhưng mà cửu dương đại thủ ấn do nhậm thương khung ngưng kết ra được bất hủ đế khí viện trợ chẳng những không bị tách ra ngược lại càng lao mạnh vô luận trường thương kia trùng kích như thế nào thủy chung không cách nào phá vỡ thủ ấn này trong lòng nhậm thương khung cũng than nhẹ không hổ là thần thông cảnh cường giả. Nếu ta hôm nay không ngưng kết ra thủ ấn thực chất, thì không cách nào đánh tan công kích của đối phương. Thần thông cảnh cường giả, thực thâm bất khả trắc. Nhất niệm như vậy, nhầm thương khung thét dài một tiếng, dĩ nhiên đã có chủ ý. Chương 305, thực lực ngang nhau, đà chủ tức giận, ha ha, mộ dung, cái gọi là thần thông cảnh chỉ là chút bổn sự này sao nhậm thương khung thét dài một tiếng thân hình chấn động nắm lý văn thao lên giống như đại bằng dương cánh chỉ mấy cái lên xuống liền nhảy ra xa mấy ngàn dặm muốn đi trong nội tâm mộ dung trầm xuống hắn hôm nay tới cũng không có mang thủ hạ nếu để cho tên này chạy đi mà nói muốn bắt hắn độ khó sẽ lớn hơn người này đến từ thiên các tổng bộ một khi ly khai hậu hoạn vô cùng Mộ Dung cũng tin tưởng, người này thân thủ bất phàm, chỉ sợ lai lịch rất lớn. Đáng sợ nhất chính là, người này rõ ràng chỉ là một thiên nhân cảnh, kim đan kỳ cường giả, lại có thể cùng thần anh kỳ hắn đánh ngang tay. Phải biết rằng, thần anh kỳ, chính là kỳ thứ hai của thần thông cảnh, cùng hoàng đan cảnh có khác biệt rất lớn. Ngay cả mộ dung hắn cũng không thể chính diện bắt người này, nếu người này ly khai, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Lập tức không cân nhắc hậu quả, thân hình như điện, hóa thành khí lưu sông tới. Hắn tin tưởng, dùng tốc độ thần thông cảnh của hắn, không có khả năng thu kim đan kỳ cường giả. Nhậm thương khung cười ha ha, một đường chạy như điên. Hắn biết rõ, luận tốc độ, thần thông cảnh cường giả tuyệt đối không thể chậm hơn hắn, cho nên, mục tiêu của hắn là lao ra khỏi phường thị dưới mặt đất, mượn tốc độ của tiểu bạch, ly khai khỏi vân tụ thành, sau đó mới tính tiếp. Hôm nay, đã có sổ sách, đã có chứng cớ những phân đà khác không nói nhưng thiên thương phân đà là khẳng định có thể bắt được rồi cho dù thế lực sau lưng thiên thương phân đà cường đại có chứng cớ vô cùng xác thực này cũng không cách nào che trời được mặc dù thượng cấp mặc kệ thì nhậm thương khung cũng có đầy đủ lý do động thủ tốc độ của mộ dung xác thực so với nhậm thương khung nhanh hơn một chút nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi nhậm thương khung trải qua bất hủ đế khí cải tạo đan điền cảnh giới tuyệt đối không thua mộ dung sở dĩ chênh lệch một chút như vậy là vì mộ dung nhờ thần thông phi hành của thần thông cảnh nên nhanh hơn nhậm thương khung cũng không có gì lạ nhậm thương khung cường thế trùng kích thế không thể đỡ ở ngoại vi ứng vô ưu vốn bố trí số lớn nhân mã nhưng căn bản không cách nào ngăn cản nhậm thương khung được đến mức đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sau một lát, Nhậm Thương khung đã thoát khỏi phường thị. Tiểu Bạch ngay lập tức phóng ra, hai cánh đón gió, che khuất bầu trời, rít một tiếng, ở trên không vân tụ thành quanh quẩn. "Ha ha, Mộ Dung, cái gì cho má thần thông cảnh cường giả, chỉ là hư danh. Lần sau lúc ta quay lại vân tụ thành, cũng là ngày tận thế của ngươi." Nhậm Thương khung thét dài, thanh âm giống như bồn lôi, ở trên không vân tụ thành quát, ứng vô nhai. Ngươi thân là thiên cát phân đà đà chủ, lại ăn cây táo, rào cây sung, trộm cướp linh dược của thiên cát, tội ác tây trời. Không những thế, còn đem linh dược bán cho mang hoang chi địa, làm cho thực lực của mang hoang bộ lạc trở nên mạnh mẽ. Quy hiếp thiên cát ta. Càng là tội thêm chồng chất. Lần sau đại quân thiên cát đến, chính là ngày đầu ngươi rơi xuống đất. Thanh âm này của nhậm thương khung, thúc giục tất cả đang điện lực dùng bất hữu đế khí thúc dục phát ra ngoài. Trong phương viên trăm dặm của Vân Tụ Thành, ai cũng nghe được tranh mạch. Bất luận là cao tầng, hay là bình dân tầng dưới chót. Nghe xong lời này, đều kịch liệt chấn động. Ứng vô nhai vốn ở trong phủ đa chủ, hắn đối với chuyện sứ giả điều tra, cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng. Bách thảo đường lão tổ, ứng vô nhai cũng không sợ. Huống chi là người khác cho nên, mặc dù Lý Văn Thao cùng hắn đề cập tới chuyện này, hắn nghĩ đây là bách thảo đường tự tìm dậy vào một lần nữa, phái những binh tôn tướng tép đi tìm chết. Điểm sự tình ấy, ứng vô nhai với tư cách đà chủ, cảm thấy chuyện này không cần hắn đi quan tâm. Nên giao cho tộc đệ ứng vô ưu, để hắn toàn quyền làm chủ. Vạn nhất đối thủ không thức thời, trực tiếp diệt sát là được. Những năm gần đây, thiên các bách thảo đường cũng chết không ít người có người chiếm được chỗ tốt trở về sao? Nhiều năm qua kiêu ngạo tự mãn, đã làm ứng vô nhai dưỡng thành khí phách. Hắn cảm thấy, thiên các thập điện. Căn bản không có khả năng quản được việc này. Đương nhiên, đây cũng là vì phía sau hắn có chỗ dựa lớn. Nếu chỉ dựa vào bản thân ứng vô nhai hắn, cho dù có mười lá gan hắn cũng không dám. Lo lắng là chỗ dựa lớn sau lưng hắn. Tuy lúc trước ứng vô ưu phái người đến xin trợ giúp, nhưng bản thân ứng vô nhai cũng không tự thân xuất mã vừa vặn có mộ dung ở bên cạnh mới xung phong nhận việc đã có mộ dung xuất mã ứng vô nhai tất nhiên cảm thấy là mã đáo thành công tuyệt không hậu hoạn bởi vậy nghe thanh âm quát lớn kia ứng vô nhai cơ hồ cho là mình nghe lầm trải qua thời gian dài kiêu căng như vậy làm cho hắn giận tím mặt tay phải đập mạnh làm chiếc bàn bên cạnh bị chấn nát nghiến răng nghiến lợi nói lớn mật hắn làm đà chủ ở thiên thương phân đà trên trăm năm, sớm đã thành bá vương một phương. Ở nơi này, còn chưa từng có người dám làm càng như thế. Hôm nay, lại có người ở trên không vân tụ thành nháo sự, công nhiên đánh vào mặt của hắn. Có thể nhẫn nại, nhưng không có thể nhẫn nhục. đông Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Hùng. Ứng vô nhai giận không kềm được. Có. Triệu tập tất cả cửu chuyển kim đang cường giả, vây bắt cuồng đồ này mặc kệ đối phương là ai, giết không tha ứng vô nhai nổi trận lôi đình tại địa bàn của hắn dương oai còn chỉ mặc gọi tên ứng vô nhai hắn mắng chửi đây quả thực là tội ác tày trời cho nên ứng vô nhai chỉ có một ý niệm trong đầu giết chết đối phương mặc kệ đối phương là ai trước giết nói sau tứ đại tướng này là cận vệ tinh nhuệ nhất của ứng vô nhai là vương bài để hắn xưng bá một phương tầm quan trọng của những người này không thua mộ dung chút nào. Thậm chí có chút phương diện, so với mộ dung còn lớn hơn. Tứ đại tướng ngay ngắn không người, tuân lệnh. Đà chủ đại nhân yên tâm, tên này nếu rơi vào tay bắt hùng ta. Lão hùng ta nhất định sẽ sát hắn, cho đà chủ đại nhân hả giận. Đông Long là người đứng đầu tứ đại tướng, vùng tay lên, bắt đầu điểm binh tướng, quát, tất cả cửu chuyển kim đang cường giả, xuất phát. Những người này, cơ hồ là vương bài tinh nhuệ nhất của thiên thương phân đà. Đồng thời xuất động, thành thế to lớn cực kỳ. Riêng phần mình cưỡi tòa kỵ, bay về phía không trung, lại gần chỗ mộ dung. Mộ dung đại nhân. Ân, đông lông, các ngươi đều đến rồi. Biểu lộ ung dung ngày thường của mộ dung, có chút dữ tợn, hai mắt giống như độc xà, lóe ra phẫn nộ. Hiển nhiên, mộ dung truy kích một vòng. Lại bị đối phương thông dong ly khai, với tư cách thần anh kỳ cường giả cảm giác mình mất mặt cực kỳ mộ dung đại nhân người tới là ai thật không ngờ lại càng rỡ như vậy đông long nhìn không được hỏi bác hùng kêu lên quản hắn là ai dám đến địa bàn chúng ta dương oai lão hùng ta là người thứ nhất không buông tha hắn mộ dung nhìn qua một vòng phân phó nói đông long bác hùng hai người các ngươi mang theo sáu cửu chuyển kim đang cường giả nhắm hướng đông đuổi bắc nam ưng tây hổ hai người các ngươi mang sáu cửu chuyển kim đan truy kích phía tây còn lại bốn người theo ta truy kích phía nam mộ dung bắt đầu điều binh khiển tướng ở phủ đà chủ mộ dung là đệ nhất nhân dưới đà chủ luận địa vị hắn đều cao hơn mọi người ở đây một bậc cho nên tứ đại tướng này ở trước mặt hắn đều cung kính kêu một tiếng vâng mộ dung đại nhân bởi vì thực lực của mộ dung so với bọn hắn cao hơn mưu kế nhiều hơn địa vị cao hơn hắn ra lệnh là đương nhiên mộ dung an bài như thế tự nhiên là hợp lý nhất bởi vì thiên thương phân đã nằm ở cực nam xa hơn cực nam chính là mang hoang chi địa đối phương đã hướng phía nam chạy trốn chỉ cần đem đông tây bắc ngăn chặn hình thành ba mặt vây quanh không lo không bắt được đối phương kể từ đó đối phương chỉ có một con đường chính là tiếp tục chạy trốn về hướng nam mà mặt nam là mang hoang chi địa chạy trốn tới mang hoang chi địa tiểu tử này chính là đi chịu chết diện tích của mang hoang chi địa so với bốn lục địa cộng lại còn lớn hơn rất nhiều lần thiên trạch thế giới có một câu đồng giao vô tận hải vực vô tận hung không cùng mang hoang không cùng hiểm vừa vào mang hoang chi địa chung thân khó quay trở lại vừa vào vô tận hải chính mệnh khó về mang hoang chi địa chung thân khó quay trở lại võ giả của bốn lục địa, đối với mang hoang chi địa. Cũng là tràn đầy kính sợ, tràn đầy kiên kỵ. Mộ dung phân phối hoàn tất, dặn dò, nhớ kỹ, đội ngũ của các ngươi, không được phân tán. Nhất là thần thông cảnh cường giả, lẫn nhau nhất định phải ăn ý, bắt hùng ở trên không ngao ngao kêu to, phát ra tiếng gào rú giống như giả thú, không ngừng đấm ngực, kích ra giả tính, kêu gào nói, mộ dung đại nhân, cần phiền toái như vậy không, bác hùng ta làm tiên phong, nhất định sẽ lấy được đầu lâu của tiểu tử kia, cho đà chủ đại nhân hả giận. Mộ dung mặt âm trầm, hư lạnh nói, lão hùng, ngươi nếu khinh địch mà nói, thì đầu người rơi xuống, rất có thể là của ngươi. Đông Long động dung hỏi, mộ dung đại nhân, đối thủ lần này, khó giải quyết như vậy sao? Tương đương khó giải quyết, so với trước đây thì khó giải quyết gấp 10 lần. Người này làm việc không giống bình thường, hơn nữa thực lực quỷ dị. Dùng thực lực kim đan kỳ, lại có thể tiếp được trường qua khí lưu của ta, chỉ sợ lai lịch không phải chuyện đùa. Cho nên, các ngươi không nên khinh địch. Đông Long thấy mộ dung đại nhân cẩn như thế thận, ý vị như thế nào, gật gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Lão Hùng, ngươi không được nông nóng. Ha ha, Lão Hùng ta mới không sợ. Đối thủ càng cường, ta giết càng thống khoái. Đông Lão Đại, chúng ta lên đường đi, Lão Hùng ta sẽ làm tiên phong. Bắc Hùng nói xong, thúc giục tòa kỵ, nhắm hướng đông bay đi. Đông Long thở dài, sợ tính cách Bắc Hùng thô bạo, có chút sơ suất, vội vàng chọn sáu gã cửu chuyển kim đang cường giả, quát, sáu người các ngươi, theo ta đi. Phía nam Nam ưng, Tây Hổ cũng chọn đội ngũ đuổi theo. Mộ dung hướng mặt Nam ngưng mắt nhìn, lộ ra một chút trầm tư, không biết tại làm sao, hắn lúc này đây, lại có chút bất an. Có lẽ nên cùng đà chủ bàn tính một chút nhưng hắn biết tính cách của đà chủ đại nhân rất bảo thủ. Nếu tay không mà quay về, đà chủ đại nhân sẽ rất khó chịu. Ngoài trừ một trận chỉ trích ra, cũng không thu hoạch gì tốt. Nghĩ tới đây, mộ dung nhẹ lắc đầu, hướng phía nam đuổi theo. Chương 306, mang hoàng chi địa, quay đầu đánh tới. Nhậm thương khung một đường hướng nam phi hành, đây là con đường duy nhất của hắn phía đông phía tây cùng với phía bắc đều bị rất nhiều cường giả phong tỏa tam phương thế lực hình thành thiên la địa võng gắt gao vây khốn hắn nhậm thương khung mang theo thiện hỏa cùng lý văn thao hai người nên tốc độ phi hành cũng có chút ảnh hưởng bởi vậy không có thể hoàn toàn bỏ qua truy binh phía sau ba ngày đi qua ba đợt truy binh kia vẫn giống như hình với bóng gắt gao đuổi ở phía sau bất ly bất khí trong nội tâm nhậm thương khung cũng không vội ba thế lực này tuy cường đại nhưng không có khả năng giết hắn trải qua mấy lần thăm dò nhậm thương khung có chút ít hiểu rõ thực lực của tam phương thế lực này cũng không phải không đánh được tam phương thế lực này lẫn nhau hô ứng nếu như ta cùng với một phương giao chiến hai phe khác ở trong vòng một canh giờ liền có thể đuổi tới kể từ đó tam phương vây kín đối với ta rất bất lợi Nhậm Thương khung rất rõ ràng, bất luận một thế lực nào đều không đủ vây hắn, nhưng nếu là ba cổ thế lực vây kín, vậy thì rất khó giải quyết. Nếu làm không tốt, có khả năng lâm vào lớp lớp vòng vây. Một khi lâm vào vòng vây, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Bị năm thần thông cảnh cường giả vây quanh, hắn quả thật là cửu tử nhất sinh. Nhậm Thương khung tuy là kẻ tài cao gan lớn, lại không có khả năng đi làm việc ngốc tự hủy tiền đồ này. Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao tuy có chút vướng víu, nhưng hai người này rất quan trọng. Nhậm Thương không quyết định, tìm được cơ hội, trước tiên đem hai người này dàn xếp tốt, sau đó mới tự chiến. Một đường bay về phía nam, tâm tình của Thiện Hỏa cùng Lý Văn Thao đều rất phức tạp. Bọn hắn biết rõ, nếu như không bay về phía nam, truy binh phía sau giết đến, hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, tiếp tục hướng nam, tiến vào mang hoang chi địa, độ nguy hiểm đồng dạng rất cao. Thiện hỏa nhìn không được nói, đại nhân, chúng ta cũng từng tiến vào mang hoang chi địa. Mặc dù là bên ngoài mang hoang, nhưng đã nằm trong phạm vi thống trị của bộ lạc. Lý Văn Thao cũng nói, đúng vậy, mang hoang chi địa rất hướng nội, bọn hắn không mời mà tự tiện xông vào, đối với mang hoang chi địa mà nói, là đại bất kính. Nếu nói như thế, các ngươi thà để truy binh đằng sau đuổi tới, cũng không muốn đắc tội với mang hoang bộ lạc nhậm thương khung cười lạnh đã như vậy ta đem các ngươi trả lại cho mộ dung tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thích ý tiếp nhận đừng thiện hỏa một hồi run rẩy hắn phản bội đà chủ đại nhân lúc này trở về cũng không phải là một chữ chết đơn giản như vậy chết không đáng sợ đáng sợ nhất chính là muốn chết không được muốn sống cũng không xong lý văn thao nhớ tới tính cách bạo ngược của ứng vô nhai cũng nhìn không được run rẩy một cái toát ra vẻ sợ hãi đại nhân đừng làm chúng ta sợ lọc vào tay ứng vô nhai chúng ta tình nguyện chết tại chỗ thiện hỏa sâu sắc chấp nhận gật gật đầu đúng đúng bây giờ trở về nhất định là muốn sống không được muốn chết không xong đại nhân mang hoang chi địa tuy tính bài ngoại nhưng ba ngàn vạn dặm mang hoang võ giả bốn lục địa đi vào cũng không thiếu chúng ta coi như là mạo hiểm giả là được không cần nói nhảm nhiều như vậy Đem những tin tức mà các ngươi biết về mang hoang chi địa nói cho ta nghe đi. Thiện hỏa vội vàng gật đầu, vâng, mang hoang chi địa này, rộng tới ba ngàn vạn dặm, đều nói vừa vào mang hoang, chung thân khó quay đầu lại. Cho thấy mang hoang chi địa, phi thường hung hiểm. Mang hoang chi địa, tổng cộng chia làm thất hoàng mang hoang chi địa, cũng gọi là thất trọng mang hoang địa phương. Như chúng ta bây giờ, chỉ ở ngoại vi, là bên ngoài để nhất trọng mang hoang chỉ có một ít bộ lạc biên giới thống trị thực lực không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu đúng đệ nhất trọng mà nói là khu vực biên giới những bộ lạc này bộ lạc mạnh nhất cũng chỉ có một ít cửu chuyển kim đang cường giả thống trị thần thông cảnh rất ít nhưng đến đệ nhị trọng thần thông cảnh cường giả tương đối nhiều một chút nhưng đa số là sơ kỳ đệ tam cùng đệ tứ trọng tất cả các bộ lạc đều có thần thông cảnh trung kỳ thậm chí có hậu kỳ cường giả đến đệ ngũ trọng hạch tâm cường giả đều là thần thông cảnh hậu kỳ tương đương với cung điện lão tổ của thiên các chúng ta đệ lục trọng cùng đệ thất trọng là mang hoang chi địa hạch tâm vô cùng thần bí nghe nói chỗ đó đại đạo cường giả nhiều vô số bình thường không xuất thế nếu xuất thế mà nói chỉ sợ bốn lục địa đều lâm vào đại khủng hoảng nghe nói khu vực hạch tâm của mang hoang chi địa không đơn thuần là thế lực bộ lạc còn có rất nhiều thế lực thần bí ca nhậm thương khung trước kia đối với mang hoang hiểu không nhiều lắm mặc dù ở bên trong sáng tác của vạn dược tôn cũng có nói một chút nhưng hắn chưa có thời gian đọc qua hôm nay nghe bọn hắn nói về mang hoang chi địa ngược lại là rất hiếu kỳ đại nhân tiểu nhân từng nghe nói thế lực khắp nơi của mang hoang chi địa không đoàn kết nếu như có thể đoàn kết lại thì thế lực của bốn lục địa cùng một chỗ chỉ sợ cũng kém mang hoang chi địa một nửa. Đúng vậy, mang hoang chi địa, nghe nói là địa phương duy nhất có thể cùng vô tận hải vực so đấu. Bốn lục địa chúng ta, ở thiên trạch thế giới, ước chừng chỉ chiếm được một phần năm lãnh thổ. Những chuyện này nhậm thương không nhiều ít cũng có chút hiểu rõ, nhưng lại hỏi, kề bên này, có đại bộ lạc nào không? Kề bên này, đều là một ít tiểu bộ lạc, dùng thực lực của đại nhân, là đủ quét ngang thiện hỏa đối với bên ngoài mang hoang, hiển nhiên hiểu rất rõ. Hắn đi theo ứng vô nhai nhiều năm, thường thường đi tới đi lui mang hoang chi địa, đối với những địa phương này, hiển nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Đã không có thế lực khó giải quyết, nhậm thương khung yên tâm không ít, hỏi, thiện hỏa, ngươi theo ứng vô nhai nhiều năm như vậy, nên biết hắn cùng bộ lạc nào cấu kết chứ? Có, khẳng định có. Ứng vô nhai cùng mang hoang bộ lạc đi rất gần tuy ta tiếp xúc không đến mặt kia, nhưng mà theo tứ đại tướng hộ tống qua rất nhiều lần linh dược đến mang hoang chi địa. Cùng chúng ta giao dịch, đều là một ít cường giả mang hoang. Là bộ lạc nào? Nhậm thương khung nhìn không được hỏi. Cụ thể là bộ lạc gì, ta cũng không rõ lắm. Người của những bộ lạc này, đều rất thần bí. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, không thể hỏi lai lịch đối phương. Có lẽ tứ đại tướng sẽ biết lai lịch cấp bậc như chúng ta, còn tiếp xúc không đến. Ứng vô nhai không ngờ lại cẩn thận như vậy. Ha ha, những điều này là do mộ dung bày mưu tính kế cho hắn. Không có mộ dung, địa vị của ứng vô nhai cũng không thể có thể vững chắc như vậy. Thiện hỏa thở dài. Lý Văn Thao cũng gật gật đầu, đúng. Mộ dung là đệ nhất tâm phúc của hắn. Ứng vô nhai không có mộ dung, thực lực sẽ giảm một nửa. Mộ dung nhậm thương khung nhớ tới nam nhân đáng sợ kia từ khi nhậm thương khung tiến vào thiên các đến nay gặp được đối thủ nào bằng vào cường đại thần thông đều là quét ngang nhưng mà mộ dung này làm hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình đang ở hạ phong đúng vậy đối với mộ dung một phần thắng nhậm thương khung cũng không có thậm chí nếu như công bằng quyết đấu hắn rất có thể bị mộ dung này đã bại thần anh kỳ quả nhiên không giống bình thường nhậm thương khung đang trầm ngâm bỗng nhiên toàn thân khẽ động một cảm giác nguy cơ từ phía sau bắn qua nhanh như vậy nhậm thương khung cũng thật không ngờ đám người kia rõ ràng theo đuổi không bỏ hẳn thật là không chết không ngớt ánh mắt nhậm thương khung phát lạnh quát khẽ nói hai người các ngươi nghe đây sau khi tiến vào mang hoang chi địa ta để các ngươi xuống dưới các ngươi tự nghĩ biện pháp chạy trốn nhớ kỹ ta đã gieo xuống thần thức ấn ký lên người các ngươi, nếu như các ngươi trốn mãi không ra, ta sẽ coi như các ngươi phản bội. Thiện hỏa cùng Lý Văn Thao nghe khẩu khí âm hàng này của nhậm thương khung, trong nội tâm giật mình. Tỏ thái độ nói, lá gan chúng ta có lớn bằng trời, cũng không dám phản bội đại nhân. Nói sau, chúng ta còn trông cậy vào đại nhân đi tiêu diệt ứng vô nhai, bảo vệ chúng ta một mạng. Xuống dưới. Nhậm thương khung vỗ tiểu bạch, giống như tia chớp lao xuống rơi xuống một tọa núi lớn nhầm thương khung đem hai người này ném xuống dưới thẳng đến khi thân ảnh hai người này biến mất trong ánh mắt nhầm thương khung mới bắn ra một nụ cười thản nhiên quay đầu lại nhìn qua vân không khẽ vuốt vuốt tiểu bạch tiểu bạch bị đuổi ba bốn ngày nghĩ đến ngươi cũng bị khuất vô cùng a à, đi chúng ta quay lại xung phong liều chết một hồi Hưng! tiểu bạch vui sướng rít gào hai cánh chấn động bay thẳng trời cao phía sau là Đông Long cùng Bắc Hùng xuất lĩnh đội ngũ. Bọn hắn đi đầu tiên, bởi vậy cũng là đội ngũ tiếp cận nhậm thương khung gần nhất. Ngừng. Đông Long tự hồ cũng dự cảm được một thứ gì đó, quát bảo đội ngũ ngưng lại. Bắc Hùng ngửi ngửi bốn phía, thần thức toàn bộ triển khai, không ngừng tìm tòi. Bắc Hùng đuổi ba ngày, lòng đã rất nôn nóng. Hắn hôm nay mục tiêu chỉ có một, là tìm tên kia, hung hăng chà đạp một phen, sau đó xé thành mảnh nhỏ từng mảnh từng mảnh rồi nuốt sống bác hùng có ngoại hiệu là ác ma ăn thịt người tên hiệu này cũng không phải tự nhiên mà có đông lão đại ta cảm giác đối phương cách chúng ta không xa bác hùng ngửi một hồi lớn tiếng nói đông Long nhíu mày gật đầu ta cũng có dự cảm này tốc độ người này chắc có lẽ không quá nhanh bằng không mà nói thời gian ba ngày này hắn đã sớm cắt đuôi chúng ta rồi Đúng rồi, ta hoài nghi người này chạy ba ngày, đã bắt đầu kiệt lực, tất nhiên là ở trong núi này nghỉ ngơi và hồi phục. Bác Hùng cười ha ha, nếu là như vậy, ngày tận thế của tên này đã đến. Quay người hô, ngươi, 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 ba người các ngươi, theo ta xuống dưới, chú ý tìm tòi một phen. Đông Long vội vàng ngăn cản, lão Hùng, không nên vọng động. Mộ Dung Đại Nhân nói, không nên khinh địch. Ta và ngươi hai người không thể phân tán, để tránh bị đối phương ám toán. Bác Hùng lơ đỉnh, đỉnh đạt nói, đông lão đại, mộ dung đại nhân tính tình cẩn thận, ngươi cũng không phải không biết. Người kia chỉ là một kim đan kỳ cường giả, ngươi cảm thấy có thể làm gì được ta sao? Cũng không thể nói như vậy, cái kia. Đông Long một câu còn chưa nói hết. Bỗng nhiên biến sắc, quát, coi chừng. Nhưng mà, chờ hắn kịp phản ứng, hiển nhiên đã hơi chậm. Hư không phía dưới, một đạo tử sắc đâm đến. Giống như một lưỡi dao sắc bén, phá thiên khung, trảm thời không. Xoát. Kiếm quang đáng sợ lóe lên, xẹt qua cổ của một gã cửu chuyển kim đang cường giả. Cửu chuyển kim đang cường giả kia còn không có kịp phản ứng, đã thấy đầu mình cùng thân thể tách rời, tuyệt vọng rơi xuống mặt đất. Thân hình ầm ầm nổ tung, một khỏa kim đang nóng hổi bay ra, linh cầm màu tím đen kia miệng rộng mở ra, trực tiếp nuốt vào, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt. Chương 307, hai lần nuốt kim đan, mộ dung thỉnh giúp đỡ. Nhậm thương không biết rõ, chỉ cần là một cổ thế lực, có hai gã thần thông cường giả, một trái một phải giáp công mà nói, sẽ để cho hắn rất khó chịu, huống chi còn có mấy cái cửu chuyển kim đan cường giả nhìn chầm chầm. Cho nên, sách lược của hắn là, du kích chiến. Đánh một thương, đổi một chỗ. Một kích đánh xong, lập tức lui lại, tuyệt đối không cùng đối thủ dây dưa hắn biết rõ, một khi bị đối phương cuốn lấy, thì ba cổ thế lực sẽ vây kín, làm cho hắn rơi vào tuyệt cảnh, có chạy đằng trời. Cho nên, nhậm thương khung một kích này đánh trúng. Cười một tiếng dài, liền hướng mặt nam nghênh ngang rời đi, tốc độ cực nhanh, hệt như lưu tinh. Bắc hùng kịp phản ứng, hoa hoa kêu to, hổ gầm liên tục, thanh âm chấn trời cao, rít gào nói, tiểu tử, lão hùng ta không nuốt ngươi, thề không làm người. Một bên gào thét, một bên thúc giục tọa kỵ hùng hổ truy kích đến đông long sợ bắt hùng sơ xuất cũng bất chấp nhặt xác đồng bạn gọi thủ hạ quát nhanh đuổi theo mau nhậm thương khung kỳ thật cũng không trốn xa mục đích chuyến này của hắn chính là muốn chọc giận đối phương quấy rầy bố trí của bọn chúng hắn biết rõ thần thông cảnh cường giả hắn không có tiền vốn đánh chết nhưng mà dưới thần thông cảnh phối hợp với tốc độ của tiểu bạch tăng thêm bất hủ đế khí cường đại bỗng nhiên đánh tới miễu sát cửu chuyển kim đan tuyệt đối là có chính thành nắm chắc cho nên một kích mà hắn đánh ra chỉ trong chớp nhoáng lại đem khí tức giấu đi tùy thời hành động nếu như đối phương bức thiết muốn đuổi giết hắn trận hình hỗn loạn chỉ cần có chút khe hở cho hắn có cơ hội mà nói hắn tuyệt đối không ngại phát động tập kích bất ngờ lần thứ hai giết địch tự nhiên là càng nhiều càng tốt hôm nay khẩu vị của tiểu bạch rất lớn nếu có thể ăn mấy cái cửu chuyển kim đan tu vi của tiểu bạch tăng lên tuyệt đối là chuyện tốt cho nên nhầm thương không tiến hành ám sát cũng là một hòn đá ném hai chim bắc hùng cực độ bạo ngược tức giận làm hắn triệt để mất đi lý trí mà đồng long thì sợ bắc hùng bị tập kích cho nên tốc độ bay của hắn rất nhanh cùng bắc hùng song song mà bay còn lại năm cửu chuyển kim đan cường giả khác cũng cẩn thận từng ly từng tí xếp thành một hàng giúp nhau hô ứng đi theo phía sau bọn đông long nhưng mà thực lực của bọn hắn cùng thần thông cảnh có khác nhau rất lớn cho nên muốn đuổi kịp tốc độ của bác hùng đại nhân là thập phần khó khăn ước chừng đã bay vài trăm dặm về sau đội ngũ cửu chuyển kim đan này rõ ràng đã bị bác hùng cùng đông long bỏ rơi một đoạn đông long trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng nhưng mà hắn cũng biết bác hùng một khi nóng tính lên coi như hắn là đại ca cũng không lây chuyển hắn được một khi bắt hùng phát tác bạo ngược chỉ có giết địch chỉ có hành hạ địch nhân đến chết nuốt vào bụng mới có thể hạ giận mới có thể khôi phục cảm xúc bình thường nhậm thương khung kỳ thật cũng không có đi xa hắn một mực tính toán khoảng cách chỉ cần đối phương tiến vào trong phạm vi tất sát này thì hắn có trăm phần trăm nắm chắc đánh chết một gã cửu chuyển kim đan hơn nữa thông dong rời đi ba nghìn m hai nghìn m 1000m, 800m. Tiến vào trong phạm vi săn giết. Tiểu Bạch cùng nhậm thương khung tâm hữu linh tê, giống như mũi tên, xông đến như bay. Nhậm thương khung lần nữa vung lên ngũ hành lôi âm trúc kiếm, kiếm quan phi độn, như trường hồng quán nhật, chém tới. Viu. Lại một đầu lâu nữa rơi xuống, tuyệt vọng chết đi. Kim đang cuồn cuộn bay ra, lại lần nữa rơi vào miệng tiểu bạch cơ hồ là bắt chước làm theo, cùng một loại thủ pháp, đồng dạng miễu sát. Cửu chuyển kim đan, lại một cái vẫn lạc. Tiếng kêu thảm thiết. Phá vỡ cảnh an bình đáng sợ này. Bắt hùng hai mắt phun lửa, cả người giống như một con gấu hoang, đống to, có gan, thì ra cùng lão hùng ta đại chiến 300 hiệp. Đánh lén, coi là anh hùng sao. Giờ phút này, nhậm thương khung đã sớm phi độn ra mấy ngàn mét, cười to đáp lại, có gan các ngươi cũng xứng nói từ này sao? Ta đơn thương độc mã, các ngươi ba đường binh mã. Một mình ta một kỵ, các ngươi thì có mấy cái? Nếu như đối phương thật muốn đơn đã độc đấu, nhậm thương khung tự nhiên sẽ không e ngại. Mộ dung là thần anh kỳ cường giả, hắn cũng dám đấu một trận, huống chi chỉ là hoàng đan kỳ. Tứ đại tướng này đều là hoàng đan kỳ cường giả. Hoàng đan kỳ chỉ là phá kim đan, điền khí hải, thành tựu thần thông đệ nhất kỳ. Hoàng Đan Kỳ cùng thần Anh Kỳ vẫn có bản chất khác nhau. Đơn đã độc đấu, nhậm thương khung tuyệt đối không sợ bất luận một gã Hoàng Đan Kỳ cường giả nào. Nhưng mà, đối phương dưới mắt có hai Hoàng Đan Kỳ, lại có lính tông tướng cua, nhậm thương khung móc chết cũng không tin, đối phương sẽ đơn đã độc đấu. Nhậm thương không biết rõ, lần thứ hai xuất kích thành công, hoàn toàn là lợi dụng tâm lý đối phương nóng lòng trả thù sự tình bất quá tam lần thứ ba này đối phương nhất định sẽ tăng cường cảnh giác muốn có lượt công kích thứ ba độ khó rất lớn cho nên nhầm thương khung không dây dưa nữa mà thúc giục tiểu bạch hướng mặt nam chạy như bay lúc này nhầm thương khung cũng không quay đầu lại một hơi đánh chết hai cửu chuyển kim đan cường giả hắn đã lấy đủ vốn ít nhất tiểu bạch đã no rồi kim đan của cửu chuyển kim đan cùng linh dược bình thường hoàn toàn bất đồng muốn luyện hóa mà nói thật là khó khăn vô cùng hai khóa này đủ cho tiểu bạch luyện hóa một tháng nếu bàn về tốc độ tuyệt đối tốc độ tiểu bạch là rất đáng sợ mặc dù là tọa kỵ của mộ dung luận tốc độ tuyệt đối cũng không thể so với tiểu bạch chớ nói chi là nhóm người đông long bắc hùng này đuổi một hồi ngoại trừ chứng kiến điểm đen càng ngày càng xa ra đông long cùng bắc hùng căn bản vô kế khả thi Bắc Hùng ngoại trừ nhảy lên mắng to ra, cũng không còn phương pháp nào khác. Chỉ một lúc sau, Mộ Dung cùng một nhóm người khác đều nhao nhao đuổi theo. Chứng kiến Bắc Hùng chửi ầm lên, lại chứng kiến đội ngũ bọn hắn giảm quân số hai người, sắc mặt Mộ Dung hơi đổi. Đã giao thủ rồi hả? Mộ Dung nhàn nhạt hỏi Đông Long. Đại nhân, tên kia tốc độ quá nhanh. Còn chưa kịp bao vây, hắn đã chạy trốn. Tốc độ tập kích của hắn cực nhanh, hai huynh đệ chúng ta, ta đã sớm nói, nếu như các ngươi khinh địch, sẽ chết vô cùng thảm. Mộ Dung nói có một tia ý tứ lạnh như băng. Đồng lòng không lời nào để nói, hắn biết rõ, đây là trách nhiệm của hắn. Nam ưng bu lại, nói, mộ Dung đại nhân, nếu như đối phương quyết tâm đánh lén, loại truy kích đường dài này, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Trong thời gian ngắn, trận hình có thể tổ chức được. Nhưng bôn tập mấy vạn dặm này, muốn làm cho trận hình một mực chặt chẽ độ khó quá lớn sắc mặt mộ dung hơi chút hòa hoãn cũng biết nam ưng nói rất đúng tình hình thực tế muốn cam đoan tốc độ lại cam đoan trận hình bất loạn độ khó quá lớn mộ dung đại nhân bước tiếp theo phải làm gì bây giờ xem bộ dáng tên này là quyết tâm cùng chúng ta thi chạy nếu như thế chỉ sợ binh lực của vân tụ thành đông long cẩn thận từng ly từng tí nói Kỳ thật, mộ dung cũng có lo lắng này. Bọn hắn lần này xuất kích, đã đem tinh nhuệ của thiên thương phân đà triệu tập hết. Ở lại vân tụ thành, chỉ có một ít trung tầng. Bên người đà chủ đại nhân, đã không có bất kỳ trợ thủ đắc lực nào nữa. Nhưng đuổi mấy vạn dặm. Lại tay không trở về, phải ăn nói với đà chủ như thế nào đây? Dùng tính cách ứng vô nhai, bọn hắn mà tay không quay về, tất nhiên không thể thiếu một trận trách phạt mộ dung thân phận cao có lẽ cao nhất chỉ là một chầu trách cứ những người khác chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đòn nghĩ đến thủ đoạn của đà chủ đại nhân đông long khẽ rung mình mộ dung trầm tư một lát thở dài xem ra cũng chỉ có thể dùng nước cờ này đại nhân ngươi còn có biện pháp sao tứ đại tướng đều rất hiếu kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn qua mộ dung mộ dung than nhẹ lắc đầu một chiêu này là kiếm hai lưỡi nếu có thể giết chết đối thủ, tất nhiên là tốt. Nếu giết không chết mà nói, để đối thủ chạy thoát, phiền toái sẽ càng lớn. Đông Long tự hồ nhớ tới cái gì, thất thanh nói, đại nhân, ngươi không phải là muốn liên lạc với hắc viêm bộ lạc chứ. Trừ đó ra, còn có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn giết chết đối thủ sao? Ánh mắt mộ dung lạnh lùng, quét về phía tứ đại tướng. Luận tốc độ, bọn hắn truy kích ba bốn ngày, thủy chung không cách nào đem đối thủ chặn đứng. Trừ khi, phía trước có lực lượng cường đại, có thể ngăn chặn đối thủ thoáng một phát. Nội ứng ngoại hợp. Như thế đem đối thủ bước đến đường cùng, chỉ có thể một quyết thắng thua. Bởi vậy, ưu thế nhiều người mới có thể phát huy ra. Mộ dung rất hiểu, chỉ cần vây quanh đối phương. Dùng thực lực của hắn, cùng tứ đại tướng liên thủ, đủ giết chết đối thủ. Tây hổ thở dài, xem ra cũng chỉ có như vậy. Ta không có ý kiến. Nam ưng nhún nhún vai, tỏ vẻ không có dị nghị. Lão hùng ta cũng không có ý kiến, sớm nên liên hệ với hắc viêm bộ lạc. Bắc hùng lúc này, chỉ cầu mau chóng hành hạ đối thủ đến chết, về phần kết hợp với ai, hắn căn bản không thèm để ý mộ dung biểu lộ nghiêm túc. Quát, chư vị, ta muốn các ngươi thề, sự tình mời hắc viêm bộ lạc ra tay, tuyệt đối không thể tiết lộ nếu không để ngoại giới biết chúng ta cùng bộ lạc của mang hoang chi địa cấu kết chỉ sợ không đơn thuần là thiên các tổng bộ sẽ không bỏ qua chúng ta toàn bộ đông hoàng châu thậm chí là bốn lục địa cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đây là lời nói thật cùng ngoại tộc cấu kết ở trong mắt võ giả bốn lục địa là tội phản nhân loại hát viêm bộ lạc thuộc về bộ lạc của mang hoang chi địa trong mắt bốn lục địa cái kia chính là ngoại tộc cùng vô tận hải vực một chuộc với nhau nhờ hát viêm bộ lạc ra tay không thể nghi ngờ chính là bắt tay với mang hoang cái tội danh này một khi truyền bá ra ngoài bọn hắn vĩnh viễn sẽ mang tiếng cuồng đồ cửu tộc nhất định sẽ bị tru diệt tốt ta thề ta cũng thề tất cả võ giả biểu lộ đều nghiêm túc chỉ thiên thề thề hoàn tất mộ dung mới lấy ra một linh phụ truyền âm dùng đại thần thông rót linh thức vào đem linh phụ kia phong ấn lại bắn vào hư không lập tức biến mất hát viêm bộ lạc cùng đà chủ đại nhân chúng ta có giao tình rất sâu tù trưởng bộ lạc thực lực cùng đà chủ đại nhân không chia trên dưới nếu như hát viêm bộ lạc chịu ra tay mà nói trong ngoài giáp công tiểu tử này có chạy đằng trời mộ dung nhẹ nhàng phân tích đem một địa đồ mang hoang mở ra hát viêm bộ lạc ở mang hoang chi địa đệ tam trọng dùng vị trí địa lý mà xem đối phương xuất binh đại khái sẽ ở vùng này đến vùng này chặn đường đối thủ nói cách khác vị trí cuối cùng để quyết thắng bại sẽ là ở hạp cốc này tốt mộ dung đại nhân chúng ta tiếp tục truy kích nhất định không thể để cho tiểu tử này trốn thoát mộ dung thản nhiên nói yên tâm đi chỉ cần hát viêm bộ lạc chịu ra tay tại mang hoang chi địa tiểu tử này mặc dù có thần thông lên trời xuống đất cũng phải chết không thể nghi ngờ Huống chi hắn dù sao cũng chỉ là kim đang cường giả mà thôi. Những cường giả này của thiên thương phân đà vốn có chút nông nóng, lại nhiều thêm vài phần tự tin. Bọn hắn đang chờ hát viêm bộ lạc hồi âm. Chương 308 Hát viêm bộ lạc, Sáu thần thông cảnh Hát viêm bộ lạc cùng thiên thương phân đà giao tình rất sâu, cũng không phải bởi vì ứng vô nhai có mị lực mà là vì hắc viêm bộ lạc có cầu thiên thương phân đà. Cụ thể mà nói, hắc viêm bộ lạc cần linh dược của thiên thương phân đà. Hắc viêm bộ lạc nhờ cậy thiên thương phân đà, như vậy chút việc nhỏ ấy, hắc viêm bộ lạc chắc chắn sẽ không tiếc trẻ. Huống chi, chuyện này còn quan hệ tới sinh ý của hai nhà. Mang hoang chi địa, sản vật phi thường phong phú, sản lượng linh dược cũng không tính thiếu. Nhưng mà, bởi vì mang hoang chi địa đại tộc tiểu tộc vô số, đối với nhu cầu linh dược to lớn, thậm chí gấp đôi cả bốn đại lục. Cho nên, linh dược này, ở mang hoang chi hơn là hàng bán chạy nhất. Mang hoang chi địa, thế lực có thể làm được tự cấp, đều là đại bộ lạc, hoặc đại tộc. Như hắc viêm bộ lạc, ở toàn bộ mang hoang chi địa, tối đa cũng chỉ là tam lưu bộ lạc. Nhưng mà ở mang hoang đệ tam trọng này, hắc viêm bộ lạc coi như là thượng đẳng bộ lạc. Dù vậy, hắc viêm bộ lạc, nhu cầu đối với linh dược, vẫn là rất lớn. Một bộ lạc, ít thì hơn 10 vạn, nhiều thì mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí có siêu cấp đại bộ lạc vài tỷ miệng người. Tộc đàn khổng lồ như thế, nhu cầu đối với linh dược, có thể nghĩ. Thế lực của những bộ lạc này, cùng bốn lục địa bất đồng. Từng phân đà của bốn lục địa, nhân số đều qua trăm triệu. Nhưng mà, trăm triệu người này, đại bộ phận là người bình thường, không phải tu sĩ nhưng mà thế lực bộ lạc lại bất đồng từng cái bộ lạc phạm là sinh ra không có thiên phú tu luyện hết thảy ăn tươi tuyệt đối không lưu lại có thể lưu lại đều là có thiên phú tu luyện bởi vậy con dân bộ lạc của mang hoang chi địa có thể nói là toàn dân bình đẳng mỗi một cái đều là tu sĩ tuy tổng nhân số mang hoang chi địa chưa hẳn nhiều hơn bốn lục địa nhưng mà luận số lượng tu sĩ màn hoàng chi địa ít nhất gấp năm ba lần bốn lục địa. Bọn người mộ dung dùng tốc độ cao nhất truy kích, bỗng nhiên mộ dung thò tay một trảo, bắt được một quả truyền thức linh phù, mở ra xem xét, mộ dung lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, như thế nào? Mộ dung khoan thai cười nói, hát viêm bộ lạc rất coi trọng, tù trưởng bộ lạc đã cho nhân mã xuất phát, phái ra sáu gã thần thông cường giả. Nhất là tiêu viêm trong đó, thực lực của hắn thậm chí cao hơn cả ta, sáu thần thông cường giả. Ha ha, tốt. Trên mặt đông lông cũng có một vòng hưng phấn. Mấy người khác đều cười ha hả. Sáu thần thông cảnh, mà bọn hắn bên này còn có năm thần thông cảnh. Hai bên phối hợp, còn lo không bắt được đối thủ ư. Lần này, tên kia chết chắc. Bác Hùng tin tưởng tràn đầy. Mộ Dung cười nhạt nói, chư vị, đề cao cảnh giác, đừng cho tên kia theo đường cũ chạy về. Đến lúc đó sẽ không biết giấu mặt đi đâu Ha ha Muốn theo đường cũ chạy trở về Đây tuyệt đối là không có khả năng Nam ưng tự tin nói Mộ dung cười nhạt một tiếng khu tay nói Xuất phát Lại ba ngày đi qua Nhậm thương không biết rõ Mình đã xâm nhập mang hoang ít nhất 10 vạn dặm Nhưng dù vậy Vị trí này Vẫn chỉ là nơi giao tiếp giữa mang hoang đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng mà thôi Mang hoang chi địa này quả nhiên là khá lớn. Cùng Đông Hoàng Châu ta lại hoàn toàn bất đồng. Nhậm thương khung những ngày này, ngoài trừ chạy trốn ra, ngược lại cũng có chút nhàn hạ thoải mái, quan sát phong thổ ven đường, đi ngang qua rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, cũng đều cẩn thận quan sát thoáng một phát. Mang hoàng chi địa. Tự hồ ai cũng là tu sĩ thì phải. Cho dù là hai tử, đều có tư cách tu luyện, hơn nữa nhìn toàn bộ, cao thấp đều sàn sàng như nhau. Bất quá, mang hoàng chi địa này, quả nhiên là rất huyết tinh. Đoạn đường này tới, nhầm thương khung gặp rất nhiều cảnh chém giết đẫm máu. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân. Các loại tranh đoạt, huyết tinh cực kỳ. Bọn hắn tranh đấu, bình thường đều là giết sạch một bên mới xong việc. Có rất ít cục diện đánh đánh ngừng ngừng xuất hiện, hoặc là không đánh, nếu đánh thì phân ra sinh tử. Mang hoàng chi địa, thật giả mang, thật trực tiếp, hoàn toàn là mạnh được yếu thua trong bộ lạc chưa nói tới ở chung hòa thuận cũng chưa nói tới đoàn kết nhất trí đại bộ lạc thống trị bộ lạc dưới đại bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc nhỏ điểm này ngược lại là cùng bốn lục địa giống nhau lấy mạnh hiếp yếu là chân lý vĩnh hằng bất biến a trong nội tâm nhậm thương khung cảm thán cũng là mở rộng tầm mắt liên tục phi hành tiểu bạch rõ ràng một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi xem ra nuốt hai viên kim đan cũng làm cho tinh thần tiểu bạch tăng lên rất lớn nhậm thương khung cũng không nóng nảy hắn là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh địch nhân ở phía sau thời khắc bảo trì uy hiếp ngược lại có thể kích thích dục vọng tu luyện của hắn trở thành động lực để hắn càng thêm cố gắng tu luyện mỗi ngày ngồi ở trên lưng tiểu bạch nhậm thương khung ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện bất hủ đế khí phi thường đáng sợ tiến vào kim đan về sau đan điền cảnh giới của nhậm thương khung rõ ràng tăng lên gấp bội tu luyện cửu dương đại thủ ấn càng thuận buồm xuôi gió trước kia nhậm thương khung chỉ có thể mô phỏng ngoại hình dùng bất hủ đế khí ngưng kết một thủ ấn hư ảo mà hôm nay hắn đã có thể nhẹ nhàng kết xuất một thực ấn chỉ có điều lực công kích của một thực ấn tuy mạnh nhưng không có lực lượng phá hủy không có khí phách áp đảo nếu như ta có thể tăng lên tới bát chuyển kim đan, cửu dương đại thủ ấn này. Một lúc có thể ngưng kết hai cái. Hai đại thủ ấn, thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Hai trưởng trùng điệp, bất luận là uy lực hay là tốc độ, đều tăng lên gấp bội. Chống lại mộ dung kia, cũng không phải không có một phần thắng. Nhậm thương khung rất rõ ràng huyền ảo của cửu dương đại thủ ấn này, đại thủ ấn này, từ 1 đến 9. Cảnh giới càng tăng lên, có thể một lần ngưng kết càng nhiều công kích sẽ càng bá đạo cường thế đến cuối cùng cửu dương đại thủ ấn vỗ ra chính đại thủ ấn giống như cửu dương chính mặt trời treo trên cao hình thành cửu trọng thái dương điệp lãng lực công kích kia chỉ sợ là đại đạo cấp cường giả cũng đỡ không nổi đương nhiên những điều này đều là nói sau tu vi hôm nay của nhậm thương khung chỉ có thể ngưng kết một đại thủ ấn cách cửu dương này còn không biết bao nhiêu bước phải đi. Cửu Dương phi không, không đơn thuần là ngưng kết chính đại thủ ấn đơn giản như vậy, còn phải ngưng tụ thành trận pháp, hình thành công kích điệp lãng. Đem chính khỏa đại thủ ấn hình thành một chỉnh thể, đạt tới một công kích mạnh tới 9981 lần siêu cường lực. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, ta không cách nào tiến vào bát chuyển kim đan. Cửu Dương đại thủ ấn này, không cách nào tiến thêm một bước, trước mắt muốn đả bại nhóm đối thủ này, khó a. À nhậm thương khung tuy ảo não nhưng không uể oải tốc độ tu luyện của hắn đã đủ biến thái rồi đường phải đi từng bước cơm phải ăn từng miếng hắn có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới một bước này mặc dù có ưu thế trọng sinh nhưng vậy cũng là quá kinh thế hải tục hết thảy cơ duyên giống như đã định trước vậy cho nên tâm tính của nhậm thương khung rất tốt có một đám đối thủ đến ma luyện cho mình cũng là khó được ân phía trước tựa hồ có một tòa núi cao. Linh lực không tệ. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tiểu Bạch, đi. Tiểu Bạch vạch phá bầu trời xinh đẹp, lao xuống nơi mà nhậm thương khung vừa chỉ. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong lòng nhậm thương khung một hồi rung động, là một cảm giác nguy cơ tập kích mãnh liệt chạy lên não. Cảm giác nguy cơ này, so với đồng lòng bắt hùng đuổi theo trước kia, thì cảm giác nguy cơ này cao hơn gấp 10 lần nhậm thương khung ngửi được một khí tức âm mưu trước nay chưa từng có, giống như trên trời dưới đất đang bố trí thiên la địa võng đợi hắn. Hắn biết rõ, đây nhất định là lực cảm ứng siêu cường của bất hủ đế khí. Làm hắn vô ý thức cảm ứng được nguy cơ. Hơn nữa, cổ nguy cơ này, từ khi hắn xuất đạo đến nay, mãnh liệt chưa từng có. Xíu, u u. 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 Xíu, u, u. Xíu, u, u liên tục sáu đạo khí lưu từ trong dãy núi vọt ra nương theo sáu đạo khí lưu cường đại này là sáu mang hoang cường giả phóng lên trời sau lưng sáu đạo khí lưu này đều ngưng kết ra các loại hình tượng đồ đằng làm cho người ta có một cảm giác cổ xưa mà thần bí mang hoang cường giả chỉ có tu luyện tới thần thông cảnh mới có thần thông đồ đằng đồ đằng này là bí thuật thần thông của mang hoang cường giả trung tâm là một nam tử chừng ba mươi thần sắc lạnh lùng, trên trán có một vết sẹo nhàn nhạt, một đầu tóc loạn vung, đón gió phất phới, một thân ăn mặc trường bào màu đỏ đen, bộ dáng hung hãn và lãnh khốc. Dị đồ, thiên đường có lối không đi, màn hoàng không cửa lại dám xông vào. Chẳng lẽ dị đồ ngươi chưa nghe nói qua, vừa vào mang hoang chi địa, chung thân khó quay đầu lại sao? Nhậm thương khung cũng thầm giật mình, trước mắt chận đường, lại là sáu thần thông cường giả. Trong mơ hồ, nhậm thương không cảm giác được một tia âm mưu. Hắn tới nơi này, không ai biết được, màn hoang cường giả này, sao bỗng nhiên tề tự chặn đường hắn. Nhậm thương không tuy đang ở hiểm cảnh. Cũng không bối rối, thản nhiên nói, các hạ là người phương nào, cùng thiên thương phân đã có quan hệ ra sao. Nam tử mặt sẹo kia cười ha hả, tốt, quả nhiên là người thông minh. Ngươi cũng đã biết, chúng ta cũng không gạt ngươi. Bản nhân tiêu viêm, là thủ tịch chiến thần của hắc viêm bộ lạc, được người ủy thác, đặc biệt tới lấy đầu trên cổ ngươi. Nhậm thương khung trong nội tâm trầm xuống, thầm mắng thiên thương phân đà vô sĩ, quả nhiên cùng mang hoang bộ lạc có cấu kết, nhưng biểu lộ lại đờ đẫn, nhàn nhạt hỏi, ta nghe nói, mang hoang bộ lạc gần đây tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng lại không biết, chỉ là một cái thiên thương phân đà, không ngờ lại có thể sử dụng sáu thần thông cường giả, để các ngươi cam tâm làm tay sai cho bọn hắn lớn mật. Mấy thần thông cường giả đối diện, đều nhao nhao mắng lên. Tiêu viêm khoát tay chặn lại, biểu lộ tà mị mà khoan thai, ngươi không cần khiêu khích. Nhưng mà, dị độ các ngươi có câu nói rất hay, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Mang hoang bộ lạc chúng ta, chỉ cần có chỗ tốt, thì nhất định nhúng tay. Về phần tay sai, ngươi cảm thấy chỉ là thiên thương phân đà, có tư cách để cho chúng ta làm tay sai sao? nhậm thương khung ý niệm xoay chuyển. Nhưng lại nói, nói như vậy, chắc hẳn Thiên Thương Phân đà những năm này bán đi không ít linh dược cho bộ lạc các ngươi. Ha ha, thông minh, thật thông minh. Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, u ám nói, đáng tiếc, người thông minh bình thường đều chết rất sớm. Chương 309, để khí đấu thương viêm thiên la cùng địa võng. Nhậm thương khung không loạn, hắn vừa rồi đã quan sát một chút. Sáu thần thông cường giả này, thì tên tự xưng tiêu viêm kia, thực lực ước chừng cùng mộ dung ngang nhau. Còn năm người khác, thì sánh ngang với thiên thương phân đà tứ đại tướng. Nói cách khác, hai thế lực này, không sai biệt lắm. Trong lòng nhậm thương khung sáng như tuyết, xem ra, thiên thương phân đà quả nhiên cùng mang hoang chi địa có cấu kết, bằng không, bộ lạc mang hoang chi địa này, có tính bài ngoại sao có thể bị thiên thương phân đà sử dụng đến vây giết hắn trước có sáu thần thông cường giả sau có năm thần thông cường giả thêm cùng một chỗ là mười một thần thông cường giả bất quá nội tâm nhậm thương khung thủy chung có một loại tự tin muốn giết hắn cùng tiểu bạch tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đột nhiên năm ngón tay nhậm thương khung một trảo đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm cầm ở trong tay Toàn thân bất hủ đế khí thúc giục, cả hư không, bỗng nhiên như có một mặt trời nữa xuất hiện. Kim quang của bất hủ đế khí, hình thành một dòng khí hải dương. Đây là bức tường bảo vệ nhậm thương khung, thuộc lĩnh vực tuyệt đối của bất hủ đế khí. Nhậm thương khung bố thành phòng ngự. Hào khí sinh ra, lôi âm trúc kiếm trong tay, xa xa quát, nghĩ muốn giết ta, ai trước tiên đến thử kiếm. Bất hủ đế khí cực kỳ cường đại, dòng khí kim quang kia ba quan lân lân làm cho người ta có một loại rung động cường đại có một cảm giác làm thiên hạ thần phục tiêu viêm tốt xấu gì cũng là chiến thần thứ nhất của bộ lạc coi như là kiến thức rộng rãi nhưng nhìn thấy khí thế cường đại bực này của nhậm thương khung cũng là khẽ cau mày miệng không nhịn được than thở nhà mộ dung không phải nói là một kim đang cường giả sao người kia mà là kim đang cường giả sao thấy thế nào cũng không giống a à. Bất quá tiêu viêm rốt cuộc vẫn là chiến thần Bộ Lạc, thân kinh bách chiến, một thân tu vi đều là do thực chiến mà có. Trăm chiến công thành, không biết giết qua bao nhiêu cường giả. Tuy nhìn thấy đối thủ cường đại quỷ dị, nhưng chiến ý ngược lại càng thêm đặc hơn. Kiệt ngạo cười lớn một tiếng, hai tay chà sát, một thanh đại kiếm bỗng nhiên nằm trong tay, hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, một dòng khí lăng không, lấy khí thế phá sơn trảm sóng bổ tới kiếm kỹ này của tiêu viêm, đại khai đại hợp. Một kiếm này, có thể đoạn núi cao, chặn lưu hải. Cường thế một kiếm, làm cho hư không bốn phía rung rẩy. Tinh thần thoát phá. Nhậm thương khung cười lớn một tiếng, tới tốt lắm. Kiếm thế của nhậm thương khung, cũng kéo dài không dứt. Dòng khí màu vàng theo kiếm khí vũ động, ngưng tụ thành vô số đạo kiếm khí. Trong lúc nhất thời, kim quang đầy trời, hư không chấn động trong miệng nhậm thương khung ngâm gào, một kiếm kinh thiên địa. Hai kiếm động càng khôn. Ba kiếm phân âm dương. Bốn kiếm lăng thiên hạ. Năm kiếm tụ vô hình, ngừng lôi âm, phá thần tiêu. Ngũ tạng khí trong cơ thể nhậm thương khung, từ khi hắn ngưng kết kim đan, rốt cục tiếp cận ngũ khí triều nguyên. Hiện giờ thi triển ngũ hành lôi âm kiếm. Quy lực cùng lần trước giao đấu với lệ đạo tông, ít nhất tăng lên gấp 10 trong hư không, năm đạo lôi âm kỳ quái, theo ngũ phương mà đến, phát ra các loại thanh âm kỳ quái, ngũ hành khí, xông lên tận trời, dung hợp thiên địa ngũ lôi. Trong lúc nhất thời, trên không trung, ti chấp ngũ sắc chạy như bay, giống như ngũ sắc thần long bay lượn, xé rách trời cao, lôi âm cuồn cuồn, giống như vô số chiến xa ở trên bầu trời cuốn tới. Nhậm thương khung từ khi tiến vào kim đan tới nay, vẫn là lần đầu tiên thi triển ngũ lôi thần âm kiếm, lại không nghĩ rằng, uy lực của ngũ lôi thần âm kiếm này so với lần trước tăng lên gấp 10. Tiêu viêm sống hơn 30 tuổi, chiến dịch lớn nhỏ hơn ngàn. Nhưng chưa từng có một khắc, hắn lại bất lực như thế. Mãn không thần lôi, vô luận hắn né tránh như thế nào, thì bất cứ lúc nào vẫn có thể bị đánh trúng. Nếu không có thần thông thuấn di, chỉ sợ hắn đã bị lôi âm đánh thành mảnh nhỏ. Đáng sợ nhất chính là, kiếm khí của đối phương, còn giống như tên đã lên dây, nhìn mà chưa phát chỉ cần ngủ lôi thần âm đã có uy lực như thế như thế khí thế kia một khi bộc phát ra uy lực to lớn chỉ sợ tiêu viêm là thần anh kỳ cường giả cũng không dám chính diện đón tiếp bất quá tiêu viêm chung quy là thần thông cường giả sau khi lui về phía sau trăm mét kiếm trong tay liên tục khởi động dòng khí này ngưng tụ thành một đồ đằng thần kỳ ấn ký đồ đằng này từ mơ hồ không ngừng biến thành rõ ràng tiêu viêm trong miệng ngâm sướng kiếm chi ma thần, chúng sinh hoàng tuyền, minh vũ thối kiếm, địa ngục sống lại. Xem ác ma thương viêm trảm của ta. Kiếm khí như hồng, thương viêm như hải. Kiếm khí dẫn động thương viêm, giống như vô số ma trời ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thương viêm nửa thanh nửa hồng, giống như sóng biển vọt tới. Thương viêm đối bất hủ đế khí. Hai dòng khí cường đại, rốt cục chạm nhau. Trong lúc nhất thời, lực lượng ngang nhau. Nhậm Thương không cũng dị thường khiếp sợ. Từ khi hắn tu luyện Bất Hủ Đế Khí Bí Quyết tới nay, còn chưa có ai có thể dùng Đan Điện Khí cùng Bất Hủ Đế Khí chính diện đối kháng. Mà hôm nay Tiêu Viêm này lại làm được. Thương Viêm này hiển nhiên cũng có Thái Cổ Ma Thần Khí chất, tuy không đủ thuần khiết, nhưng uy thế một kiếm này đánh ra, hình thành Thương Viêm Hải Dương, cương nhiên cùng Bất Hủ Đế Khí không phân biệt cao thấp. Đương nhiên, điều này không phải là phẩm chất của Thương Viêm có thể đánh đồng cùng bất hủ đế khí nguyên nhân chính là cảnh giới của tiêu viêm cao hơn nhậm thương khung rất nhiều thần thông cảnh đệ nhị kỳ tự nhiên so với nhậm thương khung là thất chuyển kim đan thì cường đại hơn rất nhiều trên thất chuyển kim đan có bát chuyển kim đan cửu chuyển kim đan đột phá cửu chuyển kim đan thành tựu thần thông cảnh thần thông cảnh đệ nhất kỳ là hoàng đan kỳ hoàng đan thành hải thành tựu đan điền khí hải cô động thần anh mới tính tiến vào thần anh kỳ. Nói cách khác, cảnh giới chênh lệch này, hai người có chênh lệch rất lớn, mà nhậm thương khung tu luyện bất hủ đế khí quyết, dù sau thời gian rất ngắn, tuy rằng hoàn thành cơ sở thiên, nhưng miễn cưỡng cũng chỉ tính là mới nhập môn. Điểm này, lại bất đồng với tiêu viêm. Tiêu viêm tu luyện kiếm khí thương viêm, ít nhất có mười mấy năm, độ thuần thuộc cùng tiến độ tu luyện, là viễn siêu nhậm thương khung tu luyện bất hủ đế khí quyết. Dù vậy, kiếm khí thương viêm này, có thể cùng bất hủ đế khí quyết chống lại mà không rơi xuống hạ phong, cũng đủ để tiêu viêm tự hào. Đương nhiên, mặc kệ là tiêu viêm, hay là nhậm thương khung, giờ khắc này, bọn họ cũng không biết bất hủ đế khí quyết ở thời đại Thái Cổ, có ý nghĩa như thế nào. Thái Cổ thời đại, bất hủ đế khí quyết này, chỉ dưới tạo vật bí quyết, nằm trong ngũ đại thần điển tối cao. Dưới tạo vật, nằm đại tối cao thần điển. Ca ngợi này, có thể nói là cao nhất thái cổ thời đại thần điển không phải ai muốn thấy cũng được có thể xưng là thần điển không có chỗ nào mà không phải là thần công kinh thế hải tục tối cao thần điển lại là thần trong thần nhậm thương khung khiếp sợ tiêu viêm cũng khiếp sợ cực kỳ năm thần thông cường giả khác vây xem mỗi người mặc lộ vẻ kinh hãi bọn họ cùng tiêu viêm rất quen thuộc biết kiếm khí thương viêm ý vị như thế nào kiếm khí thương viêm đánh đầu thắng đó. Ở trong phạm vi 10.000 dặm, nhân vật có thể địch nổi thương viêm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người. Chỉ là thương viêm cường đại này lại bị đối phương ngăn trở. Hơn nửa lực lượng còn ngang nhau. Đáng sợ nhất chính là đối phương chỉ là một kim đang cường giả. Cảnh giới chênh lệch xa như thế, lại có thể đấu ngang nhau. Như vậy dòng khí kim sắc kia của đối phương, ẩn ẩn tản ra hơi thở đế vương so với kiếm khí thương viêm còn cường đại hơn tiêu viêm nội tâm khiếp sợ đại kiếm trong tay đã cùng nhậm thương khung liệu mạng mấy chục lần nhưng vô luận hắn thi triển như thế nào thủy chung không thể chiếm được nửa điểm thường phong nhậm thương khung cũng không cảm thấy thoải mái nếu không có đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm thiên sinh lợi chất để cho hắn ở phương diện vũ khí chiếm ưu thế chỉ sợ giáp mặt vật lộn này hắn sẽ rất thê thảm có ưu thế vũ khí có ưu thế công pháp, mà chỉ cùng tiêu viêm này đánh ngang tay. Trong lòng nhậm thương khung cũng cảm thán kim đang cường giả, quả nhiên cùng thần thông cảnh cường giả có khác nhau rất lớn. Thương viêm cùng bất hủ đế khí, hung hăng dây dưa cùng một chỗ, hai người rốt cục cuốn thành một đoàn, đánh nhau chí chóe. Thương viêm ở trước mặt lực cắn nuốt cường đại của bất hủ đế khí, bị đánh thành mảnh nhỏ. Mà lĩnh vực tuyệt đối của bất hủ đế khí cũng vỡ nát không thể thành hình năm thần thông cường giả đang xem cuộc chiến bên ngoài nhìn thấy trạng thái dặn có bực này đều quát tiêu viêm huynh ta đến giúp ngươi huynh đệ ta cũng giúp ngươi một tay ha ha mọi người cùng tiến lên chém giết dị đồ trong lúc nhất thời năm dòng khí theo năm phương vị áp bách lại đây năm đạo công kích cường đại giống như năm đạo sấm sét bao vây nhậm thương khung vào giữa tâm huyết của nhậm thương không bị kích phát ra, thét dài một tiếng, mang hoang bộ lạc, không gì hơn cái này. Nguyên lai like cũng chỉ là lấy thịt đèn người, hừ, xin lỗi không tiếp được. Nhậm thương không đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cùng sáu thần thông cường giả quần nhau. Hắn cùng với tiểu bạch, cơ hồ đã muốn ăn ý đến trình độ tâm ý tương thông. Lời nói còn chưa xong, tiểu bạch đã thét dài một tiếng, bay vút đi. Phía trước có một gã thần thông cường giả ngăn cản nhậm thương không nhìn cũng không nhìn, huy động bất hủ đế khí, kiếm quan thúc dục, ngưng tụ thành vạn kiếm bôn lôi, trực tiếp tới. Tên thần thông cường giả kia, bỗng nhiên nhìn thấy kiếm quan đầy trời, hồn phi phách tán, nhanh chóng lấy ra một chiến giáp bận vào. Đồng thời, kiếm khí trong tay hắn bay cuộn, cuốn ra từng đạo khí thuẫn, bảo vệ bốn phía thân thể. Bất hủ đế khí này của nhậm thương khung là chút lực còn sót lại sau khi cùng thương viêm đối chiến bởi vậy uy thế không lớn nhưng cũng đủ mở đường máu rồi tiểu bạch có được chỗ trống nhanh chóng bay qua sau khi thoát khỏi vòng vây tiểu bạch lấy tốc độ nhanh nhất như ti chấp phá không hướng phía trước phóng đi ngay lúc này hư không hét lớn một tiếng chạy đi đâu phía trên hư không một thanh trường thương đâm tới bắn ra dòng khí cường đại âm âm nện xuống một chiêu này lực lượng mười phần có thể làm một tòa núi nhỏ nổ nát cũng may tiểu bạch tinh thông cánh chim rẽ một cái mới né được một kích trí mạng này ngay lúc này trên bầu trời đối diện bay ra bốn đạo thân ảnh bao vây nhậm thương khung lại trước có chặng đường sau có truy binh nhậm thương khung lập tức lâm vào cục diện tiền hậu giáp công nguyên lai nhóm người của mộ dung sớm đã đi tới nhưng chỉ đứng xa xa xem cuộc chiến chưa từng hiện thân mộ dung tâm tư kín đáo bảy ra thiên la địa võng, chờ nhậm thương khung chui vào. Chương 310, thương khung liều mạng. Đông Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Hùng, theo bốn phương vị hình thành một vòng vây, mà Mộ Dung thì ở giữa phối hợp tác chiến. Năm người này giống như Ngũ Đại Thiên Vương Giá Lâm, đem tất cả đường trốn chạy của Nhậm Thương khung ngăn chặn. Mà trên không đám người tiêu viêm cũng nhanh chóng giết đến. 11 gã thần thông cảnh cường giả, giống như 11 tòa núi lớn áp xuống dưới. Tiêu viêm huynh, đa tạ viện thủ. Các ngươi ở ngoại vi bày trận. Năm người chúng ta ở bên trong giết hắn. Mộ dung nói với tiêu viêm, cũng không quên dặn dò một câu, người này rất giảo hoạt. Chỉ có hai mặt vây khốn, mới có thể tránh cho hắn chạy trốn. Tiêu viêm cười ha ha, mộ dung huynh không cần khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu nhiều năm, chuyện ấy ta tự nhiên hiểu. Bất quá tên này thập phần khó giải quyết, chỉ là Kim Đan kỳ cường giả, không ngờ lại có đại thần thông như thế. Ta tò mò không biết người này rốt cuộc tu luyện công pháp gì. Mộ Dung trong lòng khẽ động, lại nói, chờ chém giết người này xong, sẽ biết ngay thôi mà. Kỳ thật, trong lòng Mộ Dung cũng tò mò, đối thủ này rốt cuộc tu luyện công pháp gì, sao có thể cường đại như thế? lấy Tu Vi Kim Đan, đối kháng nhiều thần thông cường giả như vậy. Nếu là Kim Đan cường giả bình thường, ở trước mặt 11 thần thông cường giả, không cần động thủ, chỉ cần uy áp cũng đủ ép chết hắn. Chỉ là, nhìn lại người này, tuy lâm vào vòng vây, nhưng mặt không chút thay đổi, bình tĩnh cực kỳ, cũng không có rối loạn. Nhậm Thương khung nhìn năm cường giả của Thiên Thương Phân Đà, mỗi người toàn thân đều có vô số dòng khí kỳ quái những dòng khí này giao nhau cùng một chỗ hình thành một cự võng tản ra quang mang chói mắt nhậm thương khung ngưng thần quan sát biết kia là một trận pháp công kích liên hợp tuy rằng nhìn không ra môn đạo nhưng cũng biết trận pháp này của đối phương cơ bản đã khóa toàn bộ tám phương vị xuống dưới là vượt sâu muôn trượng một khi rớt xuống tất nhiên sẽ bị đối phương gắt gao vây khốn hắn hiện giờ còn chưa tiến vào thần thông cảnh Tự nhiên không có khả năng động địa. Một khi rơi xuống khe sâu, sẽ càng lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà tình hình trước mắt, nếu hắn không xuống dưới, thì không còn đường nào để đi nữa cả. Trừ khi hắn có năng lực phá hai đạo vòng vây, lấy đại thần thông đánh bay 11 gã thần thông cường giả này. Nếu không mà nói, cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có thể đi vào. Đi vào là vượt sâu vạn trượng, nếu không cẩn thận, đó cũng là quỷ môn quan tổng hợp lại lựa chọn nhậm thương khung không hề do dự thúc giục tiểu bạch đi đi xuống tiểu bạch cũng không do dự xem xét thời thế cũng chỉ có thể nhảy vào khe sâu mới có một đường sinh cơ cho dù là tuyệt cảnh cuối cùng cũng có đường sống quay về tốc độ tiểu bạch rất nhanh một cái lao xuống liền bắn vào trong hạp cốc mộ dung hiển nhiên đã dự liệu chuyện này hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn vung tay lên quát đi xuống. Trận pháp này của bọn họ, tên là Hổ Nguyên Khóa Thiên Trận, tên mặc dù có chút khoa trương, nhưng có thể đem thực lực 5 người liên hợp cùng một chỗ. Luân phiên sử dụng. Một thành năm, năm thành một. Bất luận nhậm thương khung đánh vào đâu, đều phải gặp lực đánh của 5 người. Cho nên, nhầm thương không không lựa chọn tấn công, là lựa chọn phi thường sáng suốt. Đại hạp tốc rất rộng lớn, địa hình cũng rất có lợi một khi hai cường giả giao thủ linh lực thần thức sẽ lẫn nhau trao đổi để lại manh mối muốn hoàn toàn tránh đi căn bản là không có khả năng bất luận thần thông võ giả nào thủ đoạn dùng thần thức truy tung vẫn phải có cho nên nhìn thân hình nhậm thương khung lũi vào bên trong khe sâu đám người mộ dung một chút cũng không lo lắng hỗn nguyên khóa thiên trận của bọn họ có thể phát hiện hơi thở của đối thủ tiểu bạch Lần này tự hồ có chút phiền toái a, à, nhậm Thương khung thân ở tuyệt cảnh, ngược lại một thân thoải mái, không sao cả cười cười. Đáng tiếc lão đại không có tiến vào thần thông cảnh, nếu không trực tiếp động địa mà đi. Tiểu Bạch cũng thở dài. Tiểu Bạch, nếu có cơ hội, ngươi một mình chạy. Không cần lo cho ta. Tiểu Bạch hai mắt đỏ lên, quát, lão đại, ngươi muốn bỏ ta sao, không có dễ dàng như vậy đâu. Nhậm Thương khung thở dài, Tiểu Bạch là ta liên lụy ngươi. Lão đại, sao lại nói như vậy? Đừng nhìn tiểu bạch xưa nay lười biến. Giờ phút này thu lại tác phong lười nhát xưa nay, nói, đám hỗn đảng đó, nghĩ muốn giết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhậm thương khung nhếch miệng cười nói, đúng vậy, muốn giết ta, dù sao cũng phải trả giá, tiểu bạch, ngươi chuẩn bị một chút. Ta sẽ dùng bất hủ đế khí, mạnh mẽ thúc giục cấm chiêu của ngũ lôi thần âm kiếm. Có chết cũng phải kéo một đám đệm lưng lão đại tiểu bạch biểu tình đại biến lão đại sử dụng cấm chiêu rất nguy hiểm Người không sợ đang điền bị phá biến thành phế nhân hay sao cái gọi là cấm chiêu kỳ thật chính là vượt cấp phát chiêu tỷ như có chút kỹ năng phải vào thần thông cảnh mới có thể thi triển mà kim đang kỳ sử dụng chiêu thức này vượt cấp thi triển chính là cấm chiêu thi triển cấm chiêu là đánh vỡ cực hạn đã thương địch thủ một 000 tự tổn hại 800. Sử dụng cấm chiêu, nhẹ thì tàn phế, nặng thì đương trường hóa thành cho bụi, độ nguy hiểm rất lớn. Biểu tình tiểu bạch có chút cổ quái, giống như tự hỏi cái gì. Ngay lúc này, bên ngoài đã truyền đến uy áp cường đại của đám người mộ dung. Lão đại, không cần do dự. Toàn lực thúc giục bất hủ đế khí của ngươi, bố trí một lĩnh vực tuyệt đối. Cho ta thời gian một khắc tiểu bạch ngữ khí lo lắng coi như đây là quyết định cuối cùng tiểu bạch ngươi lão đại lần này nghe ta khẩu khí tiểu bạch thập phần kiên định nhậm thương khung nhìn ánh mắt kiên định kia của tiểu bạch trong lòng khẽ động biết tiểu bạch chỉ sợ là có tuyệt chiêu gì lập tức không hề do dự tốt bất hủ đế khí ở trong đan điền bắt đầu ngưng tụ lại lúc này nhậm thương khung hoàn toàn không giữ lại chút nào mang bất hủ đế khí không ngừng thúc dục đi ra, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Theo bất hủ đế khí trong đan điền không ngừng phóng xuất, vần sáng kim sắc bốn phía, càng lúc càng chói mắt, linh lực cũng nồng đậm lên. Mà đám người mộ dung đang tìm tòi, lập tức nhận thấy được điểm này, đều mừng rỡ quát, ở chỗ kia, đi qua. Năm đạo thân ảnh, bay nhanh mà đến, đều dừng cách nhậm thương khung trăm trượng, lần nữa hình thành trận pháp, bao vây nhậm thương khung từ phía xa nhậm thương khung giờ phút này, mặt không đổi sắc, cười to nói, bọn chuột nhắc kia, cấu kết mang ngoan bộ lạc, tư vị làm phản tặc, có phải rất thích hay không? Hừ, chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Mộ dung hừ lạnh một tiếng, quát, giết hắn. Năm thần thông cường giả, điên cuồng phát động công kích. Phanh. Thình thịch. Hào quang lưu chuyển. Năm đạo công kích thay nhau không ngừng, hướng lĩnh vực tuyệt đối của nhậm thương khung đánh tới nhậm thương khung giờ phút này cũng liều lĩnh điên cuồng thúc giục bất hủ đế khí hắn biết bất luận một người nào của đối phương muốn dùng đơn thể công kích đánh nát lĩnh vực tuyệt đối này của hắn cơ bản là không có khả năng mà hắn giờ phút này không tiếc đại giới toàn lực thúc giục bất hủ đế khí trong đan điền hình thành lĩnh vực này chắc chắn độ bền bị phải tăng lên vài lần công kích cuồng bạo của bác hùng liên tục đánh xuống ở trên khí tượng kim sắc phát ra thanh âm va chạm thảm thiết lấy lực công kích cuồng bạo như thế của bác hùng luân phiên công kích ngay cả một khe hở cũng đánh không ra mộ dung cũng không có công kích liên tục thử dò xét một chút hắn ngạc nhiên phát hiện lực phòng ngự của đối thủ so với lúc trước tựa hồ tăng lên rất nhiều lần đáng sợ người này hôm nay không trừ ngày sau tất thành hậu hoạn mộ dung trong lòng cũng rất lo lắng hắn rất kinh ngạc Tiềm lực của đối thủ này, tự hồ là sâu không lường được. Lúc trước, Mộ Dung cảm thấy đối thủ chắc chắn đã phát huy cực hạn, lại không nghĩ rằng, hôm nay giao thủ lại, thực lực của đối thủ lại tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ, tiềm lực người này là vô cùng vô tận hay sao? Mộ Dung hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết người này, không tiếc hết thảy đại giới. Nếu đối thủ này còn sống, chờ đối phương tiến vào thần thông cảnh, nhất định sẽ quét ngang thiên thương phân đà. Cho dù là đà chủ ứng vô nhai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Đồng Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Hùng. Đình chỉ đơn thể công kích, dùng liên hợp công kích. Hổ Nguyên khóa thiên trận, có chỗ rất thần kỳ. Có thể đem công kích của năm người liên hợp lại, hình thành một công kích duy nhất. Do đó, lực công kích lập tức tăng lên 5 lần. Công kích thứ nhất, Bắc Hùng làm chủ công lực lượng còn lại của bốn người giống như nước sóng đổ về phía bắc hùng bắc hùng cùng bạo rống to toàn thân run run hai cánh tay đáng sợ xoay tròn cự chu y trong tay mang lực lượng năm người ngưng kết một chỗ hai chân đạp mạnh lăn không nện xuống một chu y này uy thế thật lớn một chu y đánh xuống quả thực giống như một tòa núi lớn đè xuống dưới uy thế mạnh mẽ cây cối bốn phía bị khí lưu này đánh cho ngã rạp lực lượng trung tâm của cự chu y quy mạnh áp xuống khu vực trung tâm của bất hủ đế khí nhậm thương không biết công kích hợp nhất của năm người này phi thường đáng sợ nhưng tới giờ khắc này rồi hắn cũng không có đường nào để lui mang tiềm lực toàn thân kích phát ra hai tay đang chéo một thủ ấn ầm ầm phun ra thủ ấn này vừa đánh ra nhậm thương khung cũng không ngừng lại cắn răng một cái giống như vét sạch đang điền lần nữa thúc giục bất hủ đế khí ngưng kết thủ ấn thứ hai lấy đan điền cảnh giới hiện giờ của hắn ngừng kết một thủ ấn là chuyện bình thường nhưng muốn lập tức ngưng kết hai cái chính là thuộc loại vượt cấp phát huy bất hủ đế khí trong đan điền dưới sự thúc giục của nhậm thương khung lần nữa ngưng kết thành một thủ ấn nhậm thương khung ngưng mà không phát hai đại thủ ấn này là ác chủ bài cuối cùng của hắn tuyệt đối không thể dễ dàng phát ra Hắn ghi nhớ lời dặn dò của Tiểu Bạch, phải cho nó một khắc thời gian. Cho dù là liệu mạng, cũng phải kéo dài một khắc thời gian. Chương 311 Chiến đấu đẫm máu Năm thần thông cảnh cường giả liên hợp công kích, trình độ cường đại, tự nhiên không phải một cái đại thủ ấn của nhậm thương không có thể địch nổi. Nếu không có lĩnh vực tuyệt đối triệt tiêu một nửa, chỉ sợ một kích này có thể trực tiếp lấy mạng nhậm thương khung. Dù vậy, lực lượng cường đại đó cũng làm nhậm thương khung phun ra một ngụm máu tươi. Từ khi nhậm thương khung xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh tới phun máu. Một ngụm máu này phun ra, nhưng trận thế của nhậm thương khung cũng không có loạn, bất hủ đế khí không ngừng chữa trị thân thể hắn. Mà đan điền của hắn cực kỳ cường đại, cũng không có bị một kích cường đại này làm tổn thương bốn phía lĩnh vực tuyệt đối mà bất hủ đế khí bố trí thành cũng không bị một kích này đánh tan nhậm thương khung cũng thật kiên cường tuy miệng phun máu tươi lại chưa từng lui một bước cười ha ha mộ dung lão cẩu năm người cùng đánh chỉ có chút bổn sự đó sao mộ dung vốn tưởng rằng một kích cường đại này xem như không trực tiếp đánh chết đối phương ít nhất cũng có thể cho hắn bị trọng thương không nghĩ tới một kích này chỉ làm đối thủ ói ra một búng máu ngay cả lui cũng không lui một bước mộ dung càng cảm thấy đối thủ này khó chơi trầm giọng nói công kích thứ hai tây hổ chủ công năm đạo lực lượng lần nữa ngưng tụ vào một người toàn thân tây hổ bạo phát đánh ra một chưởng hình dạng bạch hổ bạch hổ này rất thật không ngừng lớn dần đến cuối cùng lớn chừng một tòa núi nhỏ dương nanh múa vuốt đánh tới bạch hổ này trực tiếp lao vào lĩnh vực của bất hủ đế khí nhậm thương khung hết lớn một tiếng phá cho ta thủ ấn bắn ra ầm ầm hướng bạch hổ kia đánh tới hai đạo lực lượng lần nữa giao nhau Âm vang kim quang của bất hủ đế khí dưới thế lao của bạch hổ rốt cục tản ra vừa lúc thủ ấn đánh tới cùng bạch hổ kia va chạm bắn ra vô số đạo quang mang kỳ lạ phiêu tán khắp nơi lần thứ hai này thủ ấn của nhậm thương khung cũng không suy yếu mà đối thủ thì đã bị ảnh hưởng. Lực lượng của công kích thứ hai chỉ có chính thành thực lực của kích thứ nhất. Cho nên, hai cổ lực lượng va chạm, tuy hai cái cùng phá vỡ, nhưng lại không có ảnh hưởng đến nhậm thương khung. Lúc này, lĩnh vực của bất hủ đế khí, trải qua hai lần công kích, đã hoàn toàn tản ra, không cách nào ngưng tụ lại được. Nói cách khác, thân hình nhậm thương khung, đã không còn gì bảo hộ nữa. Mà tiểu bạch, thì ở trong bụi cỏ như trước, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên ngoài sắc mặt nhậm thương không có chút tái nhợt nhưng biểu tình lại kiệt ngạo cực kỳ bất hủ đế khí trải qua hai đợt công kích đã không còn chút gì nữa bỏ vào miệng một quả xích vương kim cương đan thể lực nhậm thương khung chậm rãi khôi phục tinh lực cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm trong tay đưa lên hắn biết tinh lực khôi phục không có nghĩa là hắn có thể thúc giục bất hủ đế khí không có nghĩa là hắn có thể lại đánh ra thủ ấn. Hiện giờ, bất hủ đế khí trong đan điền của hắn vẫn là không. Bởi vậy, công kích thứ ba này có lẽ phải dùng ngũ lôi thần âm kiếm ngăn cản. Hiện giờ, thân thể hắn khôi phục như lúc ban đầu, ngũ tạng hoàn hảo, ngũ hành khí thúc dục, khống chế ngũ lôi thần âm kiếm, nói chung vẫn còn lực liều mạng. Ngũ lôi thần âm kiếm là kiếm kỹ công kích tốt nhất. Nếu dùng cho phòng thủ, ngược lại không thích hợp. Cho nên, nhậm thương khung lấy công làm thủ. Phòng ngự tốt nhất, chính là tấn công. Mục đích của nhậm thương khung rất rõ ràng, chính là kéo dài thời gian. Hắn cũng coi như đã hoàn thành, đợt công kích thứ ba vừa xong, một khắc thời gian cũng vừa đến. Lập tức không để cho đối thủ tổ chức công kích, thét dài một tiếng, ngũ tạng khí thúc dục, trường kiếm vung lên. Trong miệng ngâm sướng, khí là mẹ của thần, thần là con của khí lấy ngũ khí của ta gọi về ngũ lôi ngũ lôi thiên sát kiếm thể thần âm đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm dẫn xuất nhất thời biến ảo thành năm vòng kiếm khí ngũ sắc kiếm khí ngũ sắc vừa hình thành thiên lôi dẫn động tản ra ngũ sắc lôi hỏa khí phách hiên ngang nhậm thương khung quát giết năm đạo kiếm thể phân biệt hướng năm phương ầm ầm vọt tới tốc độ của kiếm thể này so với lưu tinh còn nhanh hơn. Kiếm khí hướng bầu trời, dẫn động ngũ lôi, quy lực to lớn, có thể so với vạn kiếm bôn lôi. Cái gì? Nếu là kiếm thế bình thường, thần thông cường giả căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng kiếm thể này, rõ ràng lại có linh thức, không đơn giản là kiếm khí bình thường, mà là kiếm thể câu thông với ngũ lôi. Kiếm thể đánh trúng, ngũ lôi sẽ đi theo kiếm thể đánh xuống. Loại kiếm kỹ lấy kiếm thể dẫn ngũ lôi này, làm mộ dung đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết trên thiên khung tạo hóa ý niệm vừa chuyển trong lòng mộ dung chấn động biểu tình biến đổi ở trong đầu hắn chân kiếm đạo ba chữ này như điện quang lóe lên đệ tử chân kiếm đạo mộ dung giống như nhớ tới cái gì về truyền thuyết chân kiếm đạo hắn có nghe qua lại biết không nhiều lắm tạo hóa thiên khung của thiên cát đối với võ giả thế tục mà nói là tồn tại như truyền thuyết. Cho dù là phần đà đà chủ, cơ mật ở thiên khung tạo hóa, cũng là biết không nhiều lắm. Mộ Dung chỉ là một phụ tá ở thiên thương phân đà, tuy thực lực cường đại, nhưng cách đại đạo cấp, hiển nhiên còn có khoảng cách rất lớn. Bởi vậy, ba chữ chân kiếm đạo này xẹt qua trong ốc, nội tâm hắn liền sinh ra một loại rung động. Một loại khủng hoảng. Lúc ấy, loại khủng hoảng này lập tức bị lý trí thay thế, ở trong lòng mộ dung không ngừng nói cho chính mình, không thể khủng hoảng, không thể khủng hoảng. Nhất định phải giết kẻ kia, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Mộ dung hét lớn một tiếng, không được tiếp xúc kiếm thể này, lấy trận pháp phá nó. Kiếm thể này, nếu đón đỡ mà nói, chính là trực tiếp đối mặt với ngũ lôi, dù là thần thông cảnh, không chết cũng trọng thương. Hỗn nguyên khóa thiên trận, quả nhiên huyền diệu. Cự võng kia áp xuống, vừa vặn bao vây lấy ngũ hành kiếm thể này. Cường đại kiếm thể cùng cự võng va chạm. Phát ra các loại thanh âm thảm thiết, dòng khí loạn chuyển, ánh lửa bắn ra bốn phía, dòng khí đủ mọi màu sắc phá không mà bay, giống như vô số lưu tinh trên bầu trời. Nhậm thương không thấy ngũ hành kiếm thể bị chặn lại, trong lòng cũng thầm mắng một câu. Ngay lúc này, đám người tiêu viêm cũng đang giết đến, tiêu viêm cười ha ha, mộ dung, ta đến giúp ngươi một tay hai tay cầm kiếm, âm âm bổ xuống dưới. Tiêu viêm này, không tiếc đại giới đánh lén nhậm thương khung, một kiếm bổ ra, tốc độ cực nhanh, không ngờ phát sau mà đến trước, vượt qua đám người mộ dung. Nhậm thương khung tránh cũng không thể tránh. Vận toàn bộ khí lực còn lại, đưa trường kiếm ra nên đón. Khanh. Hai kiếm chạm nhau, hỏa quan tung tóe, khí lưu nhộn nhạo. Mộ dung lông mi dương lên, giống như đoán được dụng ý của tiêu viêm, tiêu viêm huynh, đa tạ viện thủ. Bất quá mời lui qua một bước, tên này đại náo thiên thương phân đà chúng ta, ta phải tự tay diệt hắn, mới có thể bàn giao cho đà chủ đại nhân. Tiêu viêm cười ha ha, quan hệ giữa chúng ta, cần gì phải phân chia như thế? Khi nói chuyện, hai tay cầm kiếm, liên tục đánh xuống, hiển nhiên là muốn một hơi diệt sát nhầm thương khung. Tiêu viêm cũng là người có tâm cơ rất sâu. Thấy nhầm thương khung lấy kim đang cảnh giới, đối kháng nhiều thần thông cảnh như vậy, đã sớm cảm thấy kỳ quái. Cho nên, trong lòng hắn cùng mộ dung một dạng. Muốn biết đối thủ này rốt cuộc tu luyện bí tịch gì? Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần tiêu diệt được đối thủ, đoạt lấy trang bị, trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghĩ đối phương tu luyện công pháp so với kiếm khí thương viêm còn muốn lợi hại hơn. Tiêu viêm nhịn không được hưng phấn, giả tâm bừng bừng. Mang hoàng chi địa chỉ có thực lực là vĩnh hằng. Hắn là chiến thần bảo hộ hắc viêm bộ lạc. Lúc này, nếu thực lực đủ mạnh, sao không mở mang lãnh thổ, tự kiến lập cơ nghiệp cho mình? Cho nên, hắn đối với đề nghị của mộ dung, mắt điếc tai ngơ. Hiện giờ đối thủ đã như nỏ mạnh hết đà, hắn quyết tâm phải hạ thủ, đoạt lấy trang bị của người kia. Chỉ cần đồ vật kia tới tay, ở địa bàn của mang hoang chi địa, mộ dung này tuyệt đối không dám trở mặt ai bảo đây là địa bàn của hắn chi? Muốn trở mặt mà nói, tiêu viêm có mấy chục biện pháp để mộ dung biến mất. Mộ dung thấy thế, liền đoán được dụng ý của tiêu viêm, hướng bốn đại tướng ra hiệu. Thân hình mộ dung nhoáng lên một cái, thuấn di vọt tới trước mặt nhậm thương khung. Trường thương trung động, đánh về phía ngực của nhậm thương khung. Hai mặt giáp công. Tiêu viêm cười to, mộ dung huynh, ngươi làm cái gì vậy? Sợ huynh để ta lập công sao? Mộ Dung Thản nhiên cười nói, hai ta huynh đệ đồng tâm, sao lại nói vậy chứ? Nhậm Thương không bị hai đại cao thủ này giáp công, trên người đã bị mấy vết thương, tuy rằng không tính yếu hại, nhưng cũng làm hắn đau đớn và mất máu rất nhiều. Nhậm Thương khung trúc kiếm vung lên, bổ vào đầu Tiêu Viêm một kiếm. Thình Linh giáo của Mộ Dung lại quét ở trên đùi hắn, suy lập máu tươi phun ra, cơ hồ có thể thấy xương lấy cảnh giới thân thể hiện giờ của nhậm thương khung. Toàn thân cứng trắng có thể so với nham thạch, lại bị một kích này đâm tới xương, đủ thấy lực công kích rất mạnh. Phốc Nhậm thương khung vừa mới tránh được một kích trí mệnh của mộ dung, thì đại kiếm của tiêu viêm đã chém đến vai của nhậm thương khung. Nếu nhậm thương khung không đúng lúc co lại, thì cánh tay có lẽ đã rơi xuống. Liên tục trúng chiêu, mộ dung cùng tiêu viêm khó nén được vẻ mừng như điên, hướng đồng bạn nói, mọi người đồng loạt ra tay cho hắn loạn đau phân thây 11 thần thông cảnh cường giả giống như quái vật hấp huyết ào ào nhào tới một kích cuối cùng đi tìm chết một tiếng trống giận cùng rít gao cuốn theo là công kích kinh thiên động địa hướng nhậm thương khung đánh tới ánh mắt nhậm thương khung lãnh liệt giống như đau mang đảo qua trên mặt mỗi người giống như phải ghi khắc những người này vào trí nhớ ngay thời khắc cuối cùng này toàn thân tiểu bạch, bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quan hủy diệt, làm cho cả hư không ầm ầm chấn động. Bạch quan chói mắt, làm cho những võ giả kia theo bản năng nhắm mắt lại. Bạch quan như mộng ảo cuốn lấy thân hình của nhậm thương khung, sau đó, bạch quan từ từ thu liễm. Thân ảnh của nhậm thương khung đã biến mất hoàn toàn.